ta tên là Lâm Anh, năm nay 17 tuổi đây là ta một đời này tuổi tác, đúng vậy ta là cái xuyên Việt giả, kiếp trước ta bởi vì thức đêm tăng ca độc tử ở công tác trên cương vị, sau đó ta liền trọng sinh đến cái này thế giới bình thường, ít nhất đã từng ta là nghĩ như vậy, hạt TTPS, su giaosuxuyên com Chương 1 Thần bí hồi phục thế giới, gõ cửa quỷ đến bạn đang nghe tại truyện chấm audio Asbigong Window, Asbigong, Push, ta gọi Lâm Anh, năm nay 17 tuổi, đây là ta một đời này tuổi tác, đúng vậy ta là cái xuyên việt giả, kiếp trước ta bởi vì thức đêm tăng ca đột tử tại công tác trên cương vị, sau đó ta liền trọng sinh đến cái này bình thường thế giới, ít nhất đã từng ta là nghĩ như vậy. Buổi tối, thành phố Đại Sương, trường trung học số 7. Vô cùng hắc ám trong lầu dạy học trên cầu thang trên mặt phương kính toát mồ hôi lạnh hét lớn, đều đi mau đừng dừng lại. Dẫn theo các học sinh mò mẫm theo cầu thang đi xuống phía dưới, chỉ chốc lát bọn họ phát hiện không thích hợp bọn họ gặp phải quỷ đánh tường, phương kính chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đi xuống. Phương kính lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể thúc giục mọi người tiếp tục đi xuống cầu thang. Cùng lúc đó, lớp 11. Một, chúng ta còn phải chờ ở đây bao lâu, không phải nói giảng bài an toàn sao? Sao còn chưa đến? bạn cùng bàn của Lâm Anh nói, cái này tôi làm sao biết, nếu không đi hỏi giáo viên. Lâm Anh nói, bạn cùng bàn trực tiếp quăng một cái xem thường, nếu tôi dám đi còn phải hỏi cậu. Nhưng mà lúc này trong lớp không ai phát hiện hành lang bên ngoài phòng học đã tối đen, đèn đã lặng lẽ tắt từ lâu. Ngoài cửa sổ một người mặc trường sa màu đen, trên mặt phủ kín thi ban lão nhân đang cứng nhắc đứng ở cửa sau phòng học, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ cửa sau dùng một đôi xám trắng, tĩnh mịch, không mang theo một tia thần thái nhìn các học sinh đang huyên náo trong phòng. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Ngoài cửa vang lên nặng nề, tiếng gõ cửa rõ ràng làm cho trong phòng học nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, các học sinh từng người ngồi yên chờ giáo viên đến, nhưng mà tiếng gõ cửa vẫn có tiết tấu gõ vang như cũ, cũng không có người đi vào, rốt cục có người ngồi không yên đứng dậy đi mở cửa phòng, bên ngoài phòng học một mảnh đen kịt, người nào cũng không nhìn thấy, theo cửa phòng học mở ra bóng tối bên ngoài giống như sương mù màu đen lan tràn vào trong phòng, bạn học mở cửa còn chưa kịp lui. Về phía sau đã bị bóng tối bao phủ không thấy bóng dáng, tự như hư không biến mất. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa nặng nề lại vang lên, bóng tối ngoài cửa nhanh chóng đè ép không gian trong phòng học, ánh đèn trong phòng học lúc sáng lúc tối, mặt tường mọc ra nắm mốc đen kịp trở nên hố hố, bàn học đang mục nát, sách vở đang thối rửa hết thảy trong phòng học đều đang nhanh chóng lão hóa, tình cảm sợ hãi lan tràn ra, mất cương nhiên là thế giới thần bí phục hồi xuyên qua đến thế giới kia không được, nhưng thế giới này đều là quỷ còn vừa vặn bắt kịp thời điểm phục hồi linh dị. Lâm Anh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quỷ gõ cửa ở đây cũng có nghĩa là Dương Giang cũng ở trường học này, phải nghĩ biện pháp phòng học tìm được Dương Giang. Lâm Anh nghĩ thầm. Đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên ngã xuống một cái bạn học trên mặt của hắn còn lưu lại vừa rồi vẻ mặt sợ hãi. Một người cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua lập tức ngã ngồi ở địa cả kinh kêu lên, chết rồi. Chết người rồi. Sợ hãi trong nháy mắt bộc phát, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn thét chói tai, gào khóc, liên tiếp, Lâm Anh biết không thể chờ tiếp nữa không làm chút gì chỉ có thể chậm rãi chờ chết, nguyên tác bên trong quỷ gõ cửa một lần gõ cửa giống như chính là giết một người. Vì vậy hắn trực tiếp từ cửa trước vọt vào hành lang. Kiểm tra đo lường được khí tức quỷ dị, hệ thống đã kích hoạt. Đã tự động ký được, thu được. Quỷ nhãn Lâm Anh bên tai nhắc nhở âm vừa kết thúc, mắt trái của hắn trở nên đen kịt vô cùng, đồng thời giấy lên ngọn lửa màu đen, trong đầu cũng lặng lẽ xuất hiện quỷ nhãn tin tức, đôi quỷ nhãn này có thể phóng thích một cái tràn ngập ngọn lửa màu đen quỷ vực, có thể làm cho nhìn chăm chú địa phương giấy lên ngọn lửa màu đen đồng thời có thể nhìn thấu một tầng quỷ vực. Theo mắt trái thiêu đốt một trận đau nhức kịch liệt từ mắt lan tràn thổi quét toàn thân, hết thảy trước mắt Lâm Anh phản phất phân hóa thành hai thế giới, trong góc nhìn mắt phải hành lang đen kịt yên tĩnh vô thanh vô tức, trong góc nhìn mắt trái phản phất thế giới đều đang thiêu đốt, trong không khí đều hiện ra gần sóng, lại nhìn rõ ràng vô cùng, giống như ban ngày, quỷ gõ cửa đã chẳng biết đi đâu. Ta đây là ký được một con quỷ trở thành ngự quỷ giả, hệ thống, hệ thống ngươi ở đây sao? Lâm Anh chịu đựng đau đớn kịch liệt ở trong lòng hô to hệ thống, cũng không có bất kỳ đáp lại phản phất vừa rồi thanh âm đều là ảo giác, chỉ có mắt trái thiêu đốt hắc ám hỏa diễm cùng thiêu đốt đau nhức kịch liệt nhắc nhở hắn vừa rồi hết thảy đều là thật. Lâm Anh buông xuống ý nghĩ trong lòng, hắn biết việc cấp bách bây giờ là trước tiên từ quỷ vực gõ cửa đi ra ngoài, hắn trước thí nghiệm một chút thông qua quỷ vực của mình có thể đi ra ngoài hay không, kết quả quỷ vực bị áp chế trong phạm vi bán kính 2 mét, bị áp chế sao? hết cách rồi vẫn phải dựa vào dương gian mới có thể đi ra ngoài. Lập tức đóng cửa quỷ vực lâm anh mắt trái hỏa diễm thu liễm lên nhìn qua cùng bình thường con mắt không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là toàn bộ con ngươi đều là một mảnh đen kịt. Dù sao lực lượng của quỷ đều sẽ bị quỷ ảnh hưởng, dùng nhiều còn có thể làm cho quỷ sống lại. Lâm Anh dùng góc nhìn quỷ nhãn đi ra ngoài tòa nhà dạy học, lúc đi ngang qua đại sảnh lầu 1, Lâm Anh thấy được đông đảo quỷ nô trong đại sảnh, chúng nó từng người cứng nhắc đứng bất động, cẩn thận vòng qua chúng nó đi ra ngoài cửa lớn. Lúc này Dương Giang hẳn là đã đạt được quỷ nhãn rồi. Lâm Anh nghĩ thầm, chạy về phía sân thể dục của trường học, thấy được mười mấy học sinh đang ngồi tê liệt trên sân thể dục, vội vàng dựa vào bên kia. Nhưng làm đám học sinh kia sợ quá sức, một trận xôn xao. Sau khi phát hiện là một người sống thì thở vào nhẹ nhõm, người anh em bỗng nhiên chạy tới thật dọa người. Trương Vĩ nói, Tôi đây cũng là thấy người sống muốn nhanh chóng tới ôm đoàn mà, trong tòa nhà dạy học đều là loại quỷ quái này, lớp chúng tôi chỉ có một mình tôi chạy tới, những người khác đều đã chết. Lâm Anh vẽ mặt, tuyệt vọng, nói, những người khác nghe vậy cũng là vẻ mặt hoảng sợ, đúng lúc này Dương Giang trở lại còn mang theo mấy bạn học. Dương Giang hỏi, ta là lớp 11. Một, mới từ bên trong trốn ra bên trong quá kinh khủng. Nghe nói, Dương Giang nói, ngươi cũng là ngự quỷ giả. Lúc này trên người dương gian có một con quỷ nhãn đang không khống chế được nhìn chầm chầm lâm anh. Ta cũng không biết ngươi nói ngự quỷ giả là cái gì, bất quá ta quả thật có được một ít năng lực kỳ quái, nó có thể làm cho động tác của quỷ chậm lại, ta chính là dùng nó chạy trốn ra. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc v đúc. Giao su xu xuyên. Còn Lâm Anh nói. Từ Dương Giang nhìn Lâm Anh một cái đáp một tiếng, đi về phía bên kia, lặng lẽ từ trong túi lấy ra một tờ giấy da người, Mặt trên hiện ra một hàng văn tự, ta gọi Dương Giang khi ngươi nhìn thấy những lời này thì ta đã chết, trải qua phương kính về sau ta không hề dễ tin bất luận kẻ nào, ta lựa chọn hướng tờ giấy da quỷ dị kia tìm kiếm đáp án. Trừ lần đó ra không có bất kỳ văn tự nào, không có được bất kỳ tin tức gì Dương Giang yên lặng thu hồi giấy da người nhắc tới một tia cảnh giác với Lâm Anh. Đinh Linh Linh, Đinh Linh Linh. Thiên nhai mênh mông là tình yêu của tôi, ngươi mau trở lại, một mình ta chịu không nổi. Một hồi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, điện thoại di động của mọi người đồng thời bị gọi bao gồm Lâm Anh cùng Dương Giang, Dương Giang cầm lấy điện thoại di động, không biết người gọi đến. Bản năng cảm giác được không thích hợp, lúc này trong góc có một người hô một tiếng, tôi đây là điện thoại của thầy Vương. Trực tiếp tiếp điện thoại, còn chưa kịp ngăn cản, trong điện thoại di động liền truyền ra tiếng gõ cửa thùng thùng, sắc mặt mọi người ở đây chợt biến đổi, Dương Giang nhanh chóng tiến lên cúp điện thoại hướng về phía người nọ trống giận. Tiền Vạn Hào: "Con mẹ nó cậu không muốn sống nữa, thầy Vương là người đầu tiên chết, người chết gọi điện thoại cho cậu 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 cũng dám nhận." Mọi người cũng hướng Tiền Vạn Hào dùng ngòi bút làm vũ khí. Tiền Vạn Hào bị trách cứ khóc như một đứa trẻ lau nước mắt, "Tôi, tôi không cố ý, tôi thấy người gọi là thầy Vương tôi liền nhận, nếu là người lạ tôi sẽ không nhận." Đúng lúc này Dương Giang đứng ra nói, "Mọi người đừng ầm ĩ." ai cũng không nghĩ tới quỷ sẽ gọi điện thoại, cũng không thể hoàn toàn cách hắn. Lâm Anh cũng nói, mọi người cẩn thận một chút, quỷ có thể sẽ tới tìm chúng ta. Mọi người hoảng sợ, đều tại tiền vạn hào ở chỗ này cũng dám nghe điện thoại. Có người run rẩy oán giận nói. Đúng lúc này Dương Giang nhìn thấy bóng tối ngoài mấy trăm mét dần dần lan tràn về bên này. Chương 2 Thoát đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, phát hiện sắc mặt Dương Giang không ổn, Lâm Anh cũng nhìn về hướng đó, chỉ thấy một lão nhân đang chậm rãi đi tới. Lúc này chung quanh đồng học đều nhìn thấy chậm rãi hướng về phía mình bên này lan tràn hắc ám, tất cả sự vật đều đang hư thối, lão hóa, phản phất kia phiến hắc ám thôn phệ thời gian. Dương Giang sắc mặt khó coi, mọi người xung quanh cũng nhao nhao vây quanh Dương Giang cầu xin hắn nghĩ biện pháp. Lâm Anh đứng ra nói. Ta một hồi thử kéo lão nhân kia một hồi, ngươi nghĩ biện pháp dẫn chúng ta ra ngoài, đồng thời mắc quỷ giấy lên ngọn lửa đen kịt. Dương Giang gật đầu vội vàng đẩy mọi người ra, vội vàng lấy giấy da từ trong túi ra, cố gắng tìm ra một ít tin tức mấu chốt. Lâm Anh nhìn về phía quỷ gõ cửa, sắc mặt nghiêm nghị. Chân ca dựa vào ngươi. Lập tức vận dụng năng lực mắt quỷ của mình, xa xa trên người quỷ gõ cửa giấy lên đống lửa đen kịp lát đác tốc độ của quỷ gõ cửa chậm lại. Lâm Anh hô lên, Dương Giang ta chống đỡ không được bao lâu. Dương Giang chính vẻ mặt đổ mồ hôi uy hiếp giấy da, mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Dương Giang, ngươi đang nói chuyện với ai? Con quỷ kia tới, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngươi nghĩ biện pháp đi, ta còn chưa muốn chết. Trương Vĩ bị dọa đến phát khóc, sợ nghe được tin tức không tốt từ trong miệng Dương Giang. Đừng âm ý, ta đang nghĩ biện pháp, cho ta một chút thời gian. Dương Giang ngữ khí rất gấp, ánh mắt liếc thoáng qua. Lão nhân kia càng ngày càng gần, trên người lâm anh mơ hồ cũng thiêu đốt lên ngọn lửa quỷ dị kia, tựa hồ sắp chống đỡ không nổi. Bên kia lâm anh càng ngày càng cố hết sức, hắn cảm giác được quỷ gõ cửa chịu ảnh hưởng của hắn càng ngày càng nhỏ, hắn sắp bị áp chế ngược lại, nhưng quỷ nhãn lại không có chút dấu hiệu hồi phục nào. Chẳng lẽ quỷ ký tên đều chết mấy, có thể khống chế hoàn mỹ? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhìn quỷ gõ cửa phía trước. Thật mạnh à, không hổ là chỉ đạo viên mới của Dương Giang. Biết Dương Giang nhất định có thể dẫn bọn họ ra ngoài, Lâm Anh không hề khẩn trương. Bỗng nhiên phía sau bắn tới một cổ hào quang màu đỏ cùng một tiếng kêu thảm thiết, thành công. Lâm Anh vội vàng lui về phía sau bị hào quang màu đỏ bao phủ. Bọn họ chạy ra khỏi quỷ vực, nhưng mà khủng bố vẫn tiếp tục. Phố đi bộ thành phố Đại Sương 5 giờ sáng, đèn đường trên đường còn chưa tắt. Đúng lúc này trên đường đèn đường một trận lóe lên, tiếp theo hồng quang chật lóe, trống rỗng trên đường xuất hiện 8 người. Nơi này không phải trường học, chúng ta trốn ra ngoài rồi. Lâm Anh nhìn chung quanh chưa hoàn hồn, hai mắt đánh giá chung quanh, sợ nhìn thấy các bạn học bị bóng tối bao phủ. Tuy rằng hắn chen vào khiến độ khó giảm xuống một chút nhưng vẫn chỉ sống sót bảy người không tính hắn ở bên trong thật giống như trong tối tâm có một loại lực lượng đang thao túng hết thảy, để cho nội dung vở kịch trở về quỹ đạo. Mà lúc này Dương Giang đang dựa vào cửa kính của cửa hàng ven đường thở hổn hển, cơn đau nhức muốn nứt ra trên người chậm rãi thối lui. Vừa rồi quá hung hiểm nếu không phải Lâm Anh kéo dài thời gian một hồi, để cho hắn có thời gian nếm thử người giấy gia phương pháp tất cả mọi người bọn họ phải chết ở bên trong. Nơi này hình như là đường dành riêng cho người đi bộ. Một bạn học nữ đang quan sát bốn phía, không xác định nói. Dương Giang cũng mang theo cảnh giác nhìn quanh bốn phía cẩn thận đánh giá, một phen xác định sau khẳng định đã rời khỏi trường học, về phần vì sao ở đường dành riêng cho người đi bộ, liền không cần phải suy nghĩ, có thể sống sót đã thập phần không dễ dàng. Nghỉ ngơi một chút. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Vĩ mang theo vài phần khẩn trương mở miệng hỏi mọi người đem ánh mắt nhìn về phía dương gian cùng lâm anh còn có thể làm sao bây giờ tất cả mọi người sống sót cũng không bị thương gì tự nhiên là về nhà nghỉ ngơi miễn cho cha mẹ lo lắng cứ như vậy về nhà nghỉ ngơi trương vĩ mơ hồ phát sinh đại sự như vậy xong việc trực tiếp về nhà ngủ tâm này cũng quá lớn đi lâm anh xen vào sao em lại muốn về trường anh không cản em trong lòng mọi người phát lạnh không bao giờ muốn tiếp cận trường trung học số 7 nữa. Có người đã định rời khỏi thành phố Đại Sương chuyển trường sang thành phố khác. Cho tôi số điện thoại đi, lần này cảm ơn anh. Lâm Anh nói với Dương Giang. Giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, nếu không là nguyên ngăn cản chúng ta còn không nhất định có thể chạy ra. Dương Giang đáp. Hai người trao đổi số điện thoại, chuẩn bị ai về nhà nấy. Đúng lúc Dương Giang đang cầm di động chuẩn bị rời đi thì một nữ sinh kéo Dương Giang lại. Dương Giang kỳ quái hỏi: "Vương Sang Sang, cô kéo tôi làm gì?" "Anh dẫn em đi cùng." Vương Sang Sang mặt còn hoảng sợ, muốn đi theo Dương Giang. "Ta muốn về nhà ngủ, ngươi cũng đi theo ta sao?" Dương Giang hỏi. "Em không ngại đến nhà anh ở nhờ vài ngày." Vương Sang Sang nhỏ giọng nói: "Hả?" những người khác cùng với dương giang và lâm anh đồng thời mở to hai mắt đi mau đừng làm lỡ chuyện tốt của người ta nói xong lâm anh rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ trở về phòng trọ của mình lâm anh kiếp trước cùng kiếp này mở đầu cô nhi bởi vì có một đời trước làm việc vặt kinh nghiệm nửa làm nửa học cũng còn sống được cuộc sống cũng không có trở ngại lâm anh về đến nhà bắt đầu kiểm tra thân thể của mình ngoại trừ hai mắt đồng tử trở nên đen kịt giống như người chết con mắt không có tập trung, trên người cũng không có gì mắt thường có thể thấy được biến hóa. Cũng may cũng may, vấn đề không lớn lắm, lúc đối kháng với quỷ gõ cửa mắt tôi cũng không có phản ứng gì khác thường, dường như quỷ mà hệ thống ký tên thật sự chết máy, sau này vẫn phải chú ý một chút. Hôm nay như vậy kích thích được toàn bộ ăn ngon an ủi chính mình một chút, thuận tiện đi tìm một chút cái kia trung tâm thương mại nhìn xem còn có thể hay không lần nữa kích phát ký đến ít nhất cũng hiểu rõ cơ chế ký tên, Lâm Anh nghĩ thầm đi thẳng ra cửa. Hai giờ sau. Trên một con đường chính phồn hoa, Lâm Anh đứng ở ven đường nhìn siêu thị mua sắm cỡ lớn trước mặt. Theo tin tức trên mạng, hẳn là nơi này. Bên ngoài trung tâm thương mại lớn còn có dây cảnh giới do cảnh sát thiết lập chưa dỡ bỏ, dường như đã xảy ra vụ án gì đó. Tìm thư uyển www.giaosushin.com đi về phía trước thấy trước cửa đặt vài tấm bản thông báo tuyển dụng, tiền lương còn không thấp. Lương tháng 6 ngàn trở lên, bao ăn ở, không để ý tới những thứ này trực tiếp vào trung tâm thương mại, một cổ mùi thối làm người ta buồn nông chui thẳng vào đại não. Xem ra đã chết không ít người, cũng không do dự lâm anh trực tiếp mở quỹ vực bao phủ thương trường từng tầng tìm kiếm. Quỷ nhãn hỏa diễm chợt hướng về phía sau lan tràn, phía sau hắn đi tới một cái đầu là trung niên nam tính thân thể là nữ tính quái dị thi thể lâm anh quay đầu lại nhìn ngọn lửa đen bốc lên trên thân thể của nó cũng ngừng động tác ngăn chặn ngọn lửa điều khiển mắt ma của lâm anh bao trùm cơ thể mình cẩn thận từng ly từng tí hướng cổ thi thể kia đi đến ngay tại tiếp cận đến kém không nhiều hơn mét phạm vi thời điểm trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm kiểm tra đo lường được quỷ gì ký được thành công thu được quỷ nến một nhìn trong tay bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ quỷ chút hắn còn tưởng rằng còn chỉ có thể ký được quỷ không nghĩ tới linh dị vật phẩm cũng có thể ký được. Quỷ chúc này là thứ tốt a, à, đặc biệt là quỷ chúc màu đỏ. Đem quỷ chúc bỏ vào trong túi, trực tiếp dùng quỷ vực truyền tống ra ngoài. Kết thúc công việc, về nhà, lại là một ngày thu hoạch đầy đủ. Lâm Anh nghĩ thầm đi về phía nhà. Anh nói đi làm công, cả đời này cũng không chịu làm công. Đều ngự quỷ giả ai còn đi làm công, đi quốc tế ngự quỷ giả nơi nào trên danh nghĩa không thể so với đi làm công kiếm tiền nhanh hơn tuy rằng hoàn cảnh làm việc kém một chút thế nhưng bắt cá ta là chuyên nghiệp nhớ lại trung chu chính vệ tinh điện thoại hẳn là ở dương giang nơi nào có thể cân nhắc liên lạc một chút trong lòng tính toán tương lai quy hoạch cùng nguyên tắc một ít nội dung vở kịch lâm anh về tới nhà chuẩn bị nghỉ ngơi trước khi trở về sau không thế nào nghỉ ngơi liền lại đi ra ngoài rửa mặt lên giường nhắm mắt ngủ liền mạch lưu loát Chương 3 Dương ở giữa điện báo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Thiên Nhai Mênh Mông, là ta tích ái Tiếng điện thoại vang lên, Lâm Anh mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe Cho ai ăn? Là Dương gian của tôi, bây giờ cô có rảnh không? Có thể tới giúp tôi một việc được không? Đầu bên kia điện thoại Dương Giang mở miệng nói. Chuyện gì? Lâm Anh dụi dụi mắt hỏi. Tôi bị cha tôi tấn công ở nhà, đó là một con ma. Nghe vậy, Lâm Anh lập tức tỉnh táo. Đậu má, ba cậu là quỷ, sao cậu lại là người? Lâm Anh theo bản năng thốt ra. Dương Giang vẽ mặt lão nhân tàu điện ngầm điện thoại di động, cảm giác có bị mạo phạm. Lâm Anh ý thức được mình lỡ lời vội vàng nói. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi qua rất nhanh dương Giang đã gửi vị trí tới lâm anh nhìn thoáng qua vị trí dẫn đường một góc công viên lâm anh nghĩ thầm vừa thoát khỏi tay quỷ báo xem ra muốn tôi giúp là cướp báo không hề do dự trực tiếp rời giường lại xong phi ra cửa mở quỷ vực chạy tới địa điểm định vị trên đường đi lâm anh đều thuần thuộc kỹ xảo sử dụng quỷ vực của mình thử học tập hóa hồng được miêu tả trong nguyên tác trải qua một đường gà bay chó sủa rất nhanh Lâm Anh đã tới vị trí dẫn đường. Về phần những người bị dọa phải làm sao bây giờ, vậy thì không phải là vấn đề chúng ta suy nghĩ. Bên ngoài một phòng vệ sinh công cộng, mắt quỷ của Lâm Anh dường như có phản ứng, ngọn lửa bốc lên. Cảm giác được ánh mắt dị động Lâm Anh trực tiếp ra quỷ vực nói. Dương Giang, ta đến rồi, cần ta giúp cái gì? Không gian trước mặt chợt lóe Dương Giang bỗng nhiên xuất hiện, vẻ mặt giật mình nhìn Lâm Anh hỏi ngươi cũng có quỷ vực. Chính mình ở nhà suy nghĩ lung tung. Trước đừng nói ta, nói ngươi tìm ta chuyện gì? Giúp cái gì? Lâm Anh vội vàng nói sang chuyện khác. Dương Giang thấy Lâm Anh không muốn nói, không hỏi nữa. Tôi ở nhà bị quỷ tấn công, tôi cần đạo cụ trong tay hắn. Dương Giang nói. Lâm Anh nhìn Dương Giang tựa hồ đang che giấu cái gì, trong lòng giống như gương sáng, tiểu dạng ta biết ngươi muốn cái gì. Nhưng hắn cũng không nói gì. Được, ngươi cái này nợ ta một cái nhân tình, cụ thể vật gì? Có hay không đặc điểm gì? Con quỷ kia năng lực là cái gì? Dương Giang hồi đáp. Một tờ báo màu đỏ, quỷ có thể sửa đổi trí nhớ của con người, lúc trước tôi chính là bị hắn sửa đổi trí nhớ cho rằng hắn là cha tôi tập kích, nếu không là lúc ấy tôi đang gọi điện thoại có người nhắc nhở tôi, tôi còn chẳng hay biết gì. Lâm Anh nghe vậy không khỏi nói: ngươi cũng là một ngày đen tối còn chưa qua lại bị quỷ nhớ thương, ngươi thật là có phúc khí, nói xấu ở phía trước. Ta cũng không có nắm chắc có thể giúp ngươi cướp được. Ngươi đã từng trải qua sự khủng bố của quỷ, mới có thể cảm nhận được sự khủng bố và tuyệt vọng trong đó. Vừa mới xem qua quốc tế ngự quỷ giả trang web, biết trước mắt đại hoàn cảnh dương gian hiểu được trong đó khó xử. Cùng Lâm Anh từ quỷ gõ cửa trốn ra, hắn cũng hiểu Lâm Anh trêu chọc cùng lo lắng. Ta hiểu không thành cũng không sao." Dương Giang nói như thế. "Vậy thì đi thôi, chúng ta đi gặp con quỷ kia." Nói xong Lâm Anh tự trong túi lấy ra một cây nến màu đỏ nắm trong tay, đi theo Dương Giang về phía nhà hắn. Dương Giang kỳ quái nhìn thoáng qua ngọn nến đỏ trong tay Lâm Anh, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Đi ở phía trước dẫn đường, cho Lâm Anh phổ cùng một ít tri thức ngự quỷ giả. Khống chế lực lượng của lệ quỷ là phải trả giá thật lớn, thành công khống chế quỷ thời điểm chúng ta cũng đã là một đám thống khổ dẫy dù đoạn mệnh quỷ. Sinh mệnh của chúng ta sẽ rút ngắn trong vòng mấy tháng, hơn nữa theo sử dụng lực lượng lệ quỷ còn có thể gia tốc quỷ hồi phục, cuối cùng quỷ hoàn toàn hồi phục chiếm cứ thân thể của ngươi. Tin tức trên trang web ngự quỷ giả dương gian và tin tức ngự quỷ giả quốc tế cũng nói cho Lâm Anh. Dù sao ở trong mắt hắn Lâm Anh còn đều không hiểu tiểu bạch, không giống hắn có chu chính cái này quốc tế ngự quỷ giả trợ giúp huống chi lần này Lâm Anh tới giúp hắn nói cho hắn biết một ít tin tức cơ bản cũng không có gì. Dương gian kia quốc tế ngự quỷ giả như vậy treo tiền lương khẳng định cũng không ít đi. Có thể hay không giúp ta giới thiệu tiếng cử, cũng không giấu giếm người ta là một cô nhi, lúc trước không biết những thứ quỷ quái này ta còn dám đi khắp nơi làm việc vặt, bây giờ vẫn là quên đi, vạn nhất tại đụng phải quỷ có thể phiền toái. Lâm Anh mặc lộ vẻ xấu hổ nói. Dương Giang nghe vậy nói. Được, tôi giúp cô liên lạc." Lâm Anh thật sự buồn ngủ đưa gối đầu, vừa vặn cũng có thể nhờ anh ta giúp tôi sờ soạn tổ chức ngự quỷ giả quốc tế. Dương Giang cũng không nói nhảm trực tiếp móc điện thoại vệ tinh ra phát sóng đi ra ngoài, điện thoại lập tức kết nối đầu kia truyền đến giọng nữ hỏi đến, "Dương Giang xảy ra chuyện gì?" "Ta có một người bạn cũng là ngự quỷ giả, hắn muốn gia nhập ngự quỷ giả quốc tế của các ngươi. Ngươi cùng hắn tâm sự." Dương Giang nói xong cũng mặc kệ đối diện trả lời trực tiếp đưa điện thoại di động cho Lâm Anh. Lâm Anh cầm lấy điện thoại tiếp. Này, xin chào, xin hỏi gia nhập các ngươi quốc tế ngự quỷ giả tổ chức có yêu cầu gì sao? Đối diện truyền đến thanh âm của Lưu Tiểu Vũ hồi đáp. Yêu cầu cụ thể không có gì, nếu như ngài gia nhập ngự quỷ giả quốc tế chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành huấn luyện hệ thống cho ngài, cũng đánh giá tâm lý khỏe mạnh của ngài, Phương diện Đại Ngộ mà nói bên chúng tôi cũng rất ưu tú, ngài chờ loại chuyện này một chút tôi cũng không có quyền cho ngài câu trả lời cụ thể tôi đi tìm đội trưởng tới cho ngài. Nói xong Lưu Tiểu Vũ buông điện thoại xuống đổi người. Chỉ chốc lát trong điện thoại truyền đến một cái thô cùng nam thanh, xin chào ta là nơi này tổ trưởng Triệu Kiến Quốc, ngài muốn gia nhập chúng ta, vậy ngài kỳ vọng Đại Ngộ mong muốn lại cái gì sao? Lâm Anh hồi đáp, vốn còn muốn tăng cường hai câu xe sang trọng mỹ nữ nhưng là vừa nghĩ nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ cũng không nói. Triệu Kiến Quốc nghe vậy không khỏi cười đến, có, ngươi nói đều có, cái nào ngài tính toán lúc nào gia nhập chúng ta đi tiếp ngài huấn luyện. Cái kia các ngươi hẳn là có thể tra được ta điện thoại đi, cho ta sắp xếp cái gần nhất đi, được rồi gọi điện thoại cho ta, bất quá cái kia tiền lương có thể hay không trước phát một tháng. Được, bên này sắp xếp cho ngài, tiền lương cũng dễ nói vậy chúng tôi chuẩn bị xong sẽ gọi điện thoại thông báo cho ngài. Nói xong triệu kiến quốc cúp điện thoại, thành công kéo tới một ngự quỷ giả, coi như đại công. Lâm Anh trả di động lại cho Dương Giang, nói. Cảm ơn thiết chấp. Nhận lấy điện thoại tiện tay cất vào trong túi, Dương Giang hỏi. Yêu cầu đãi ngộ này của cậu cũng quá thấp đi. Tôi chỉ có một mình, tự mình ăn no cả nhà không đói bụng, tìm thư uyển nhiều tiền như vậy cũng không có tác dụng gì, bọn họ lớn như vậy tổ chức bảo vệ tính mạng đồ vật hẳn là phải có đi, tôi muốn tiền ít cái này không tiện tôi bắt cá cùng muốn bảo vệ tính mạng đạo cụ nha. Lâm Anh vẽ mặt đương nhiên trả lời. Sáu, Cậu còn chưa đi làm đã bắt đầu cân nhắc bắt cá và nhổ lông cừu của ông chủ rồi, vẫn là cậu được. Dương Giang viết hoa bội phục nói. Rất nhanh bọn họ đã tới trước cửa Dương Giang, Lâm Anh mở quỷ vực bao phủ Dương Giang. Đây là bọn họ trên đường thương lượng tốt làm sao đối phó con quỷ báo chí kia. Quỷ vực của Lâm Anh là quỷ hỏa trong mắt hẳn là có tác dụng áp chế đối với tờ báo kia, cho nên, do Lâm Anh áp chế, hắn đi cướp báo. Một phen tìm kiếm, cái gì cũng không có A, à, quỷ kia sẽ không đi chứ. Lâm Anh nghi hoặc hỏi. Nếu không chúng ta chờ một chút nói không chừng một hồi nó sẽ trở lại. Dương Giang đề nghị, Dương Giang là không muốn buông tha tờ báo huyết sắc kia, bởi vì nó có thể áp chế chính mình lợi quỷ sống lại. Lâm Anh nghe vậy đặt mông ngồi ở trên sofa. Được vậy chờ một chút đi. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra, hai đại tiểu tử đội bốn vành mắt đen nhánh. Một đêm tinh thần căng thẳng hai người thập phần mỏi mệt, xem ra hắn sẽ không trở lại. Lâm Anh vẽ mặt, ta sắp chết, nói, không thể chờ mãi được, dù sao thời gian đối với chúng ta mà nói cũng vô cùng quý giá tôi phải chuẩn bị sẵn sàng rồi, Dương Giang nói. Vậy ta về đây, người tốt nhất đừng ở đây. Lâm Anh chào Dương Giang xong, về nhà ngủ bù. Sau khi Lâm Anh đi, Dương Giang cũng đeo ba lô đi ra khỏi khu dân cư. Trên đường phố người đến người đi, mọi người sinh hoạt ở thế giới nhìn như bình tĩnh này, ai có thể tưởng tượng được thế giới chân thật là tuyệt vọng cùng khủng bố cỡ nào. Chương 4 hung hai tử tìm mụ mụ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, về nhà ngủ bù, một đêm căng thẳng cường độ cao làm cho Lâm Anh thập phần mệt mỏi, dây ngủ, phải dây ngủ. Chạng vạn tối, một trận tiếng gõ cửa truyền đến. Nhân viên chuyển phát nhanh ngoài cửa chớp mắt, gãi đầu nghĩ thầm. Xem ra hôm nay mệt rồi, hoa mắt rồi. Mở cửa ký nhận chuyển phát nhanh, Lâm Anh đưa mắt nhìn nhân viên chuyển phát nhanh đi xuống lầu, xoay người trở về phòng mở ra chuyển phát nhanh chi kiến bên trong một cái điện thoại di động đặt ở bên trong không có sạc điện xem hình thức cùng lần trước dương giang cùng quốc tế ngự quỷ giả gọi điện thoại dùng điện thoại di động giống nhau như đúc phía trên có một phím đặc biệt lâm anh tò mò ấn xuống điện thoại trong nháy mắt truyền đến giọng nam thanh thúy chào ngài lâm tôi là nhân viên tổng bộ sắp xếp cho ngài dư uy ngài có thể gọi tôi là a uy lâm anh vẽ mặt người da đen dấu chấm hỏi a à uy bò phê còn có vì sao là nam không phải nói nhân viên nối máy đều là người đẹp giọng ngọt thay đổi nhỏ sao nghĩ đến liền hỏi nhân viên liên lạc không phải đều là nữ sao sao lại sắp xếp cho tôi một người đàn ông đây là tổ trưởng triệu kiến quốc của chúng tôi sắp xếp cần nhắc đến yêu cầu đãi ngộ của ngài không đề cập đến sắc đẹp vả lại vị thành niên có thể không gần nữ sắc để cho tôi làm nhân viên nối máy của ngài. A à, Uy đối diện điện thoại giải thích. Ta, còn có thể giải thích như vậy. Lâm Anh cảm giác bị lừa gạt, thở dài một tiếng sau đó tiêu tan, nằm thì nằm đi. Vẫn là câu nói kia của nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta. Không có việc gì, tổng bộ huấn luyện muốn khi nào bắt đầu. Lâm Anh vẽ mặt tiếc hận, vẫn là cố gắng trấn định hỏi. Bên chúng tôi huấn luyện bởi vì chuyên gia tổng bộ bởi vì một số chuyện không có việc làm mà trì hoãn thời gian cụ thể, nhưng ngài yên tâm đãi ngộ tiền lương đã nói trước đó sẽ không trì hoãn. A à, Quy dùng ngữ khí hết sức xin lỗi giải thích. Lâm Anh nghĩ cũng được, không có vấn đề gì lớn, trả tiền là được rồi, dù sao cũng đi bắt cá. Lập tức trong điện thoại lại truyền đến thanh âm. Lâm tiên sinh, bên ngài tôi còn cần lập hồ sơ trước, xin ngài báo cáo năng lực khống chế lệ quỷ của ngài. Lâm Anh trả lời. Con ma của tôi là con mắt của một ngọn lửa đen đang cháy, nhìn chầm chầm vào ngọn lửa đó và một lĩnh vực đang cháy, đó là tất cả. Được, đã lập hồ sơ cho ngài, có chuyện gì ngài có thể tùy thời ấn nút ngài vừa rồi tôi sẽ lập tức kết nối. Cúp điện thoại. Không bao lâu trong điện thoại di động của mình truyền đến tin nhắn nhắc nhở âm, cầm lên vừa nhìn một trăm vạn tới tay. Đất bằng sấm sét Lâm Anh đột nhiên giàu có lập tức chuẩn bị tài liệu đi cả một chiếc xe AV, về phần bằng lái xe đó là vấn đề tôi nên suy nghĩ sao. Một giờ sau, Lâm Anh làm xong thủ tục đi ra hít sâu một hơi sương mù thành phố, phát ra cảm thán ta ba thích. Đang lúc Lâm Anh cảm thán thì quỷ nhãn dị động, hỏa diễm trên đó lắc lư về bên trái, quay đầu nhìn lại một tiểu hài tử màu xanh đen đang chạy như bay trên đường không biết đi nơi nào. Quỷ Anh Lớn như vậy rồi Nghi hoặc nhìn quỷ anh đang chạy về phía trước. Lâm anh mở quỷ vực ra bao phủ, trong nháy mắt ngăn chặn quỷ anh tiến hành xuất hiện ở phía sau quỷ anh một mét, trong đầu đi ra âm thanh nhắc nhở. Ký đến thành công, thu được quỷ tiền năm khối một, trong tay xuất hiện năm đồng tiền tưởng tượng ra vẻ qua loa, liếc mắt một cái nhét vào trong túi, phóng thích quỷ anh, biến mất không thấy, nước chảy mây trôi. Hiện tại Lâm Anh cơ bản đã có đủ đặc tính của tội phạm về phần mục tiêu của quỷ anh kia khẳng định là tìm mẹ a à, phải để cho cha hắn giáo dục liên quan gì đến hắn trên ghế dài công viên lâm anh nhìn năm đồng trong tay không thể không nói năm đồng này vẽ thật xấu tiện tay cất vào trong túi hắn dự định thời gian còn lại hôm nay đi tìm quỷ nhãn chi chủ thành phố đại sương chùa hoàng phát nhìn qua rất bình thường rất khó tưởng tượng quỷ nhãn chi chủ ở phía dưới này cất giấu Lâm Anh nhìn đông đảo khách hành hương phía trước, thành kính cầu nguyện cảm khái nói. Lâm Anh tìm một nơi không có người mở quỷ vực bao phủ hoàng pháp tự. Tìm thấy rồi. Cảm giác được quỷ vực bên trong có một mảnh dị thường trống không khu vực không có bị bao phủ. Sau một khắc Lâm Anh xuất hiện trước phiến khu vực kia, phía trước là một cánh cửa dáng đầy lá vàng đóng không khóa. Mở cửa ra Lâm Anh trực tiếp đi vào, trong nháy mắt quỷ nhãn hỏa diễm tự động bao phủ toàn thân, tự hồ bên trong cửa có thứ gì đó khủng bố. Bên trong cửa tối tăm, yên tĩnh, tự hồ đi không tới điểm cuối. Không biết đi về phía trước bao lâu, phía trước xuất hiện một viên to lớn bạch cốt thụ trên mặt có một cái cao lớn bóng đen bị đóng ở trên cây. Những giọt máu sền sệt màu đen nhỏ xuống, nhuộm mặt đất thành màu đen. Lâm Anh đứng dưới tàn cây nhìn cảnh tượng quỷ dị, không khỏi cảm thán. Hố trời, tất cả đều là hố trời. Đăng ký thành công. Nhận đèn đồng, trong đầu hiện lên tin tức liên quan đến đèn đồng, cần một con quỷ thêm tiền quỷ mới có thể châm lửa. Sau khi châm lửa, trong phạm vi bao phủ của ngọn đèn có năng lực áp chế và ngăn cách lợi quỷ, quỷ bị khống chế cũng sẽ bị áp chế, không bao gồm bản thân người sử dụng. Thời gian thiêu đốt căn cứ vào số lượng quỷ tiền đầu tư quyết định, một đồng tiền có thể thiêu đốt 10 phút. Lâm Anh nhìn đèn đồng trong tay không nói gì, thứ tốt là thứ tốt, chỉ là không đốt nổi mở ra trở lại ngoài cửa lâm anh quay đầu lại nhìn thoáng qua trong cửa tựa hồ bên trong con quỷ kia theo dõi hắn tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su sinh com vội vàng vận dụng quỷ vực truyền tống đi ra ngoài không bao lâu một cái hòa thượng trong tay cầm một cái khóa đi tới nhìn trước mắt mở ra cửa quá sợ hãi vội vàng khóa cửa chạy ra ngoài lâm anh mới từ trung tâm thương mại đi ra lưng đeo một cái túi leo núi cỡ lớn đang đi trên đường về nhà xe cộ tắt nghẽn trên đường không ngừng bấm còi một đạo hồng quang chợt lóe lên, bị Lâm Anh ven đường nhìn thấy không khỏi cười nói thầm. Hắc, hung hai tử vội vã tìm mẹ, cha nó cũng không chậm a. À. Hồng quang đảo mắt biến mất không thấy, Nhiên Đầu tiếp tục vừa về nhà vừa tính toán kế tiếp mình nên sống như thế nào từ thế giới tuyệt vọng này, điện thoại tổng bộ bỗng nhiên vang lên. Này, chuyện gì? Lâm Anh buồn bực hỏi. Lâm tiên sinh, ngài đã an bài thỏa đáng ngài trong vòng hai tuần tới thành phố dê chuẩn bị huấn luyện a à, uy hồi đáp được cảm ơn tôi biết rồi lâm anh nói cảm ơn rồi cúp điện thoại không nghĩ tới ngự quỷ giả tổng bộ bên kia động tác còn rất nhanh một ngày liền an bài xong xuôi lâm anh không thể không một lần nữa bắt đầu tự hỏi kế hoạch tương lai chờ xe tới tay thì đi thành phố khác trước hùng hài tử để lại cho cha hắn giải quyết lâm anh vừa tự hỏi vừa về nhà chẳng biết từ lúc nào trên đường không có xe cộ cũng không có bóng người một mảnh tĩnh mịch ý thức được chung quanh không thích hợp lập tức mở ra quỷ vực bao phủ chính mình bốn phía dần dần trở nên hắc ám xuất hiện một gốc cây bạch cốt thụ phía trên đỉnh một cái bóng đen cao lớn lâm anh tóc gáy dựng thẳng khi nào chẳng phải đã bị đóng đinh vào quan tài rồi sao trong đầu lâm anh điên cuồng xuất hiện các loại vấn đề Cảnh giác với tất cả những thứ phía trước, Lâm Anh đã lấy nến và bật lửa từ trong túi ra, sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào. Trong vũng máu dưới tàn cây bạch cốt phía trước tựa hồ truyền đến từng trận tiếng chó sủa. Chương 5 Khởi động lại dương ở giữa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, phía trước bạch cốt dưới tàn cây vũng máu chậm rãi phồng lên phân hóa thành một con chó cùng một bóng người, bóng người mở to mắt trong mắt tản mát ra ánh sáng màu vàng. Bóng người kia phát ra âm thanh giống như giấy cát ma sát gỗ. Ta là Dương Giang, đừng làm chuyện dư thừa, ta sẽ nhìn chầm chầm vào ngươi. Lâm Anh chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, bóng người chung quanh một lần nữa xuất hiện, xe cộ tiếp tục nhạc giao hưởng thuộc về chúng, giống như tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác. Nhưng là một cổ như có như hiện bị nhìn chăm chú cảm giác nói cho hắn biết vừa rồi hết thảy đều là thật. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, nguyên tác nhân vật chính trên người ẩn giấu bí mật là thật nhiều, vừa rồi hắn thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn lành lạnh. Đây có phải là khởi động lại trong truyền thuyết hay không? Trong lòng nghĩ như vậy Lâm Anh bình phục trái tim bị cả kinh sắp nhảy ra, thật đáng sợ. Nếu nhớ không lầm, Dương Giang dưỡng thành, nhanh nhất cũng là chuyện hơn 60 năm sau. Nói cách khác con hàng này thoáng cái khởi động lại hơn 60 năm, nghĩ đến lâm anh này trong lòng kinh hô thẳng hảo gia hỏa. Này, ta đây coi như là một loại nguyền rủa lâm anh nghĩ, tự tác mình hai bạc tai. Người nói ta sao lại thiếu nợ như vậy? Tham lam lớn như vậy. Lâm anh đấm ngực dậm chân, than ngắn thở dài. Con mẹ nó, người này sao vậy, đừng là bệnh tâm thần chứ. Người qua đường xung quanh vẻ mặt giật mình nhìn Lâm anh nghi ngờ mắc bệnh tâm thần ven đường, vội vàng né tránh từ xa trải qua nghi ngờ khởi động lại đồng hồ kiểm tra nước của dương giang lâm anh đã ở nhà mấy ngày rồi mấy ngày nay tầm mắt vẫn luôn chú ý đến hắn cái này gọi là chuyện gì a à? ta đây là tương lai chỗ nào đắc tội hắn sao như vậy nhằm vào ta hai mắt vô thần nhìn trần nhà phòng ngủ trong miệng thì thào thiên nhai mênh mông là tình yêu của ta điện thoại di động ở đầu giường vang lên tiếng nhạc du dương này ai a à, Lâm Anh Hữu khí vô lực tiếp điện thoại nói. Là em, Dương Giang, anh làm sao vậy? Thất tình. Thấp như vậy. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nghi hoặc của Dương Giang. Không có gì, cô gọi điện thoại tìm tôi có chuyện gì. Lâm Anh cố gắng lấy lại tinh thần. Ta tìm được phương pháp trì hoãn lệ quỷ hồi phục, nhưng cần ngươi giúp ta một việc. Dương Giang hồi đáp. Bận cái gì? Lâm Anh vừa nghe muốn đi hỗ trợ, nhất thời tháo đi tinh thần hữu khí vô lực hỏi. Giúp một công ty đi lấy chút đồ, người có tới hay không? Dương Giang nói. Nghe vậy Lâm Anh biết là muốn đi Hoàng Cương Thôn, trong lòng nổi lên ý niệm cự tuyệt. Lúc này trên trần nhà trước mắt Lâm Anh xuất hiện một chữ đi do máu đen viết thành. Nhìn thấy chữ này, vu hồ xong đời không đi cũng không được, Lâm Anh thập phần đau trứng, không khỏi lại hối hận, cái này ký đến liền không thể không ký sao. Tôi đi, trong lời nói của Lâm Anh mang theo yêu thương của đảng đảng, lộ ra thỏa hiệp với cuộc sống. Dương gian bên kia là hòa thượng hai trượng không hiểu, không phải là kêu hắn giúp một việc sao. Như thế nào giống như giết hắn vậy? Đến công viên lần trước anh tới đón em, chúng ta trên đường nói chuyện tỉ mỉ, Dương gian mang theo nghi hoặc nói xong cúp điện thoại. Sau một lúc lâu, ngoài công viên, Dương gian nhìn hốc mắt hai người tối đen, cả người giống như Lâm Anh bị bỏ thêm hai ngày hai đêm. Người đây là cho dù thành ngự quỷ giả cũng phải chú ý thân thể. Dương Giang vỗ vỗ bả vai Lâm Anh, ánh mắt quái dị nói. Lâm Anh nghe xong cũng không giải thích, dù sao ánh mắt kia vẫn đang nhìn hắn, sợ hãi. Đi thôi, nói cho chúng ta biết lấy cái gì. Lâm Anh hỏi. Dương Giang vừa dẫn Lâm Anh đi về phía bãi đổ xe vừa kể lại chuyện xảy ra ở câu lạc bộ Tiểu Cường và ủy thác kia đi tới trước xe cắt ngang lời dương gian. Ta, nhà ngươi giàu có như vậy. Sao lại thuê phòng ở, phú nhị đại bây giờ đều hào phóng như vậy sao? Hai con ngươi lâm anh hiện lên vẻ hâm mộ, quay đầu nhìn chầm chầm dương gian. Đây là thù lao lúc đi làm, mau lên xe. Dương Giang ngồi lên xe nói với Lâm Anh. Nhanh như chớp lên xe vẫn dùng ánh mắt hâm mộ của hắn nhìn Dương Giang. Dương Giang không thèm để ý tiếp tục nói về hạng mục ủy thác chạy trên quốc lộ không người, Dương Giang căn cứ vào lộ trình dẫn đường mà lái xe, phó lái lên Lâm Anh đang ngủ say. Mấy ngày bị theo dõi, Lâm Anh không có một giấc ngủ ngon. Cũng chính là hiện tại cùng Dương Giang ở một chỗ, mới không có thế nào căng thẳng. Dù nói thế nào hắn cũng không thể hại mình. Đến rồi, tỉnh lại. Dương Giang dùng sức lắc lư Lâm Anh đang ngủ như heo chết, mắt thấy vẫn bất tỉnh. Dương Giang cũng là một tiểu tử cường tráng mười mấy tuổi, vừa lên một cước liền đạp ra ngoài. Ai u, ta chết tiệt. Lâm Anh ngã xuống đất trong nháy mắt đau tỉnh lại, xoa mông gọi thẳng ai u. Ngươi làm gì? Đã ta làm gì? Lâm Anh trợn mắt nhìn Dương Giang. Dương Giang vẻ mặt không nói gì, ta gọi ngươi nửa ngày rồi. Lâm Anh lúc ấy liền ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng bị ủy khuất. Đây là thôn Hoàng Cương, nhìn qua rất bình thường." Lâm Anh nói. "Cẩn thận một chút, thực sự bình thường như vậy còn cần chúng ta tới." Dương Giang nghiêm túc nhắc nhở đi về phía trước. Lâm Anh đi theo Dương Giang dựa vào nửa người sau, cẩn thận quan sát bốn phía. Phía trước có mấy chiếc xe sang trọng dừng ở trong thôn, trong xe không có một bóng người. Lâm Anh và Dương Giang liếc nhau. Lâm Anh trực tiếp gọi điện thoại cho tổng bộ ngự quỷ giả quốc tế này, A à Uy, giúp tôi tìm hồ sơ linh dị của thành phố Đại Sương về thôn Hoàng Cương. Được, xin chờ một chút. Không lâu sau hồ sơ truyền tới di động của Lâm Anh, Lâm Anh nhìn một lần trực tiếp ném cho Dương Giang. Cậu cũng nhìn xem, tìm Thư Uyển lưu tâm thêm một phần, hồ sơ này có thể không đầy đủ. Lâm Anh nhắc nhở. Từ Dương Giang đáp một tiếng tiếp nhận cẩn thận xem xét, cũng đối chiếu với hồ sơ lưu tiểu vũ đưa cho hắn. Hai người vào thôn, thấy phía trước mấy người đứng cùng một chỗ sắc mặt rất là khó coi tựa hồ đang lo âu cái gì. Dương Giang nhìn theo ánh mắt của bọn họ, nơi này tựa hồ đang làm tan sự. Chỉ thấy trước một tòa nhà cửa lớn mở rộng, hai bên đặt đầy vòng hoa, trong cửa đặt một cổ quan tài sơn son, phụ nữ nhi đồng quỳ gối trước quan tài sơn son đốt giấy khóc sức mướt. Trên di ảnh trước quan tài là một vị nam tử tướng mạo coi như anh Tuấn, mặc một thân âu phục. Thật sự là năm xưa bất lợi, lúc nào người chết làm tan sự không được thì phải lúc này, đây không phải là gây thêm phiền toái cho chúng ta sao? Một người trong đám người sắc mặt khó coi cách đó không xa nói. Vừa vào thôn đã gặp tan sự quả thật không may mắn, nếu không chúng ta đốt quan tài đi. Có người đề nghị. Người ta làm tan sự người đốt quan tài cho người ta, người cũng không sợ nhiều người tức giận. Một người khác hồi đáp. Đừng ồn ào, tan sự trong thôn không đáng sợ, có quỷ mới đáng sợ. Ta đề nghị chúng ta đi điều tra thôn này trước, xem trong thôn này có cái gì dị thường hay không. Vậy hai người một tổ đi, vạn nhất thật sự gặp phải quỷ cũng có người chăm sóc. Mọi người thương lượng một phen, đều quyết định nên điều tra một chút, gặp lại cơ hội làm việc. Trong bọn họ có người nhìn Dương Giang hai người một cái, đương nhiên trọng điểm là nhìn Dương Giang một cái. Bọn họ là người của câu lạc bộ ngự quỷ thành phố Đại Sương. Dương Giang nói với Lâm Anh. Lâm Anh gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi điều tra thôn này một chút. Chụp một tấm ảnh di ảnh gửi cho A Uy để hắn tra một chút người này là ai nguyên nhân cái chết là gì. Chương 6 Dân phong chất phát vàng cương vị thôn, đại gia ngươi đến cùng vẫn là đại gia ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, hai người qua lại trong thôn, quen thuộc một chút đường xá bố cục của thôn, đồng thời lưu ý một ít địa phương dị thương. Đúng lúc này một người trong câu lạc bộ tiểu cường thoát khỏi đám người đi về phía bọn họ mở miệng nói. Dương Giang không ngại nói chuyện một chút chứ. Trương Hàn Chuyện gì? Dương Giang quay đầu nhìn thoáng qua, tò mò nói. Sự kiện linh dị này rõ ràng không đơn giản, không bằng chúng ta giúp một tay, hợp tác đi. Trương Hàn nói hợp tác cậu không tìm câu lạc bộ của cậu hợp tác, rõ ràng chỗ cậu có nhiều người hơn. Dương Giang chế nhạo. Hợp tác nên hợp tác với năng lực mạnh trước, trong mắt tôi năng lực của bọn họ cộng lại cũng không mạnh bằng cậu. Trương Hàng sắc mặt không thay đổi trả lời. Lâm Anh đứng ở nửa sau Dương Giang nghe bọn họ nói chuyện. Đúng lúc này trong góc sau lưng bọn họ, truyền đến một trận tiếng ho khan. Ba người đột nhiên quay đầu nhìn chầm chầm một gian phòng trách nát phía sau là ma sao? trương hàn hỏi dương giang trực tiếp tiến lên một cước đá văn cửa phòng cửa gỗ lâu năm không tu sửa trực tiếp về hưu trên mặt đất trong phòng mọc đầy cỏ dại phía trên có vài món đồ dùng bị tàn phá ngoài ra không có một vật nào dương giang nói có thể là lão nhân đi ngang qua sau nhà ho khan một tiếng nhìn qua không có gì thường về phần chuyện hợp tác chờ có quỷ xuất hiện rồi nói sau dù sao nơi này chỉ là trên hồ sơ có quỷ quỷ này còn chưa xuất hiện. Dương Giang nói tiếp với Trương Hàn. Ngươi nói đúng, ta đây đi về trước, Trương Hàn tâm không yên nói xong vội vã rời đi. Hai người đi một vòng quanh thôn không thấy chỗ nào khác thường. Hết thảy đều có vẻ rất bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này càng làm cho người ta bất an, nhất là Lâm Anh biết một ít nội dung vở kịch lúc này nội tâm hắn chỉ muốn về nhà. Hai người đang miên man suy nghĩ thời điểm, không biết từ lúc nào đã đi đến thôn sau. Phía trước có một lão nhân đang chăm sóc vườn rau nhà mình. Dương Giang đi lên chào hỏi. "Đại gia, trồng rau đâu?" Đại gia ngẩng đầu liếc mắt một cái, không phản ứng tiếp tục làm việc. Lâm Anh vừa thấy danh tiếng sắp tới, yên lặng đứng bên cạnh. Dương Giang nhìn thấy động tác của Lâm Anh, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. "Đại gia, chúng ta là trong thành phố đi ra chơi, muốn hỏi ngài một chút, thôn này như thế nào nhìn qua không có người." còn có cửa thôn ta nhìn xem đang làm tan sự, là trong thôn xảy ra chuyện gì sao? Cúc Lão nhân lần này đầu cũng không ngẩng lên, phát ra thanh âm khiến người ta tuyên truyền giác ngộ. Lâm Anh đang cố gắng dùng tay phải che miệng mình lại. Bộ dáng cố gắng nghẹn cười nghẹn phát trung kia cực kỳ giống như dê điên điên. Dương Giang nghe được lão nhân này ngắn gọn phát biểu, cùng bên cạnh cố gắng ức chế tiếng cười, không khỏi khóe miệng co rút. Đại gia, ngài có biết người ở cửa thôn kia chết như thế nào không? Nhìn qua tuổi còn trẻ, bộ dạng cũng rất anh Tuấn, cứ như vậy chết rất đáng tiếc. Cúc Lão nhân rốt cục lại nâng cái đầu cao quý lên, dùng ánh mắt vẫn đục nhưng kiên định nhìn chầm chầm dương gian. Thanh âm phát ra vẫn rõ ràng như trước, trầm ổn có lực. Phốc Lâm anh vội vàng che miệng, nghẹn đến đỏ bừng mặt. Đầu dương gian phản phất treo đầy hắc tuyến đại gia ngài cũng chỉ biết nói một chữ sao. Chúng ta không thể hảo hảo nói chuyện. Dương Giang hỏi. Đám tiểu thí hài các ngươi, không thấy đại gia ta đang bận sao? Lão nhân liếc mắt nhìn hai người, thái độ cực kỳ không hữu hảo, thập phần ác liệt. Dương Giang móc ra một trăm đồng. Ba vấn đề một trăm đồng thì sao? Đại gia vừa nhìn, bối rối một chút, lập tức ném cây giống trong tay xuống dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay vọt tới trước người dương gian, một phen nhổ đi một trăm khối kia. Nhìn thoáng qua một trăm đồng trong tay, cất vào trong túi. Đại gia cười hiếp mắt nói. Tiểu hài tử nhà ai, thật sự có tiền đồ, ngươi hỏi đi, trong thôn hoàng cương này không có chuyện gì ta không biết. Lâm Anh rốt cục nhìn không được ông bụng ngỗng cười nói. Đại gia ngươi rốt cuộc vẫn là đại gia ngươi. Dương Giang mặc kệ phía sau muốn cười ngã ba Lâm Anh hỏi đại gia trong thôn này vẫn luôn như vậy quạng cu ẻ, hay là gần đây mới như vậy? Vẫn luôn như vậy, người trẻ tuổi đều vào thành phố làm công mua nhà, chỉ còn lại những người già lớn tuổi không muốn lăn qua lăn lại như chúng ta, cũng chỉ đến lễ mừng năm mới còn náo nhiệt náo nhiệt. Vậy gần đây trong thôn có xảy ra chuyện gì kỳ quái không? Dương Giang lại hỏi. Không có chuyện gì xấu xảy ra. Lão nhân lắc đầu. Vậy người làm tan sự ở cửa thôn là người của nhà nào trong thôn? Không biết. Lão nhân lại lắc đầu nói tiếp. Trong thôn không có người này, có lẽ là thân thích nhà ai đi. Dương Giang sửng sốt, điều này không nên a. À. Bình thường trong thôn có người qua đời hẳn là đều thông báo một tiếng, không nên có người không biết. Dương Giang cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật ta là muốn hỏi, trong thôn có phải có ma quỷ hay không? Đại gia cũng không nói lời nào hiếp mắt nâng một tay lên xoa xoa ngón tay, ám chỉ tràn đầy ý tứ. Dương Giang sửng sốt, đã là vấn đề thứ tư, lại móc ra một trăm khối đưa cho lão nhân. Đại gia tiếp nhận một trăm cất vào trong túi nói ra, niên niên trong thôn đều nói có ma, đều mấy chục năm cũng không thấy quỷ ở nơi nào, ngươi cũng là người trẻ tuổi là cái đọc sách, hiện tại người trẻ tuổi đều rất thích chuyện ma sao. Dương Giang hơi thất vọng thuận miệng trả lời. Không có tôi chỉ hỏi thăm thôi lúc này lâm anh cũng cười đủ rồi tiến lên đáp lời đại gia các người có chỗ nào để ở không chúng tôi muốn ở đây vài ngày đại gia hai mắt sáng ngời nói ta vậy thì có chỗ ở đồng thời đưa tay về phía lâm anh nói một trăm đồng một đêm sắc mặt lâm anh cứng đờ đại gia lộ ra nụ cười sáng sủa cứ như vậy lâm anh và đại gia bắt đầu làm ăn trả giá sáu trăm tệ thuê ba ngày về phần vì sao là 600, hai người mà một người 100, đại gia vẫn sẽ buôn bán. Ông cụ tên là Lưu Căng Vinh, người già ở lại thôn, tìm bạn già Thư Uyển đi năm ngoái. Nghe hắn nói còn có hai đứa con trai ở trong thành, chỉ có lúc lễ mừng năm mới hoặc là lúc có việc trở về thăm một chút. Đêm trong phòng, Lâm Anh biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện, hết sức cảnh giác trong mắt như ẩn như hiện giấy lên quỷ hỏa. Dương Giang lúc này đã ngủ, bất quá ngủ cũng không an ổn. Khụ. Khụ khụ. Dưới lầu lặng lẽ truyền ra một trận ho khan suy yếu vô lực. Dương Giang chợt mở mắt. Mà dưới giường Lâm Anh bỗng nhiên kéo dài ra từng sợi từng sợi dây nước cuốn quanh thân thể hắn, quỷ hỏa trong mắt biến mất, bị áp chế. Đồng thời cái loại cảm giác bị nhìn chăm chú này càng ngày càng mãnh liệt. Kháo, không cho lão tử động ngươi để cho ta tới làm gì. Lâm Anh trong lòng MMP. Đúng lúc này dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, càng ngày càng gần, hắn bên cạnh chữ người khác, chữ bảo của nó, lên lầu. Đạp. 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 Tiếng bước chân thập phần chậm chạp, cứng nhắc. Dương Giang muốn đánh thức Lâm Anh, nhưng ảnh hưởng của lệ quỷ hồi phục khiến hắn tạm thời mất đi phần lớn khống chế thân thể. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Dương Giang không khỏi càng lúc càng gấp, hai mắt nhìn về phía cửa. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan từ cửa truyền đến, tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến càng ngày càng gần. Dương Giang hai mắt chợt co rút lại. Hai con quỷ. Lâm Anh lúc này vẫn bị áp chế không thể động đậy. Tiếng bước chân rốt cục đi tới đi lui ngoài cửa, tiếng ho khan lại biến mất không thấy. Một lát sau tiếng bước chân vẫn không có dấu hiệu tiến vào, tiếng ho khan cũng không xuất hiện lần nữa. Dương Giang cũng thoáng thả lỏng tâm thần khẩn trương. Đúng lúc này tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Két két cửa mở rồi. Chương 7. Mất mát cân bằng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon window, Aspigon, push, ngoài cửa tối đen như mực, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ có cái gì. Ngoài cửa tự hồ đứng một bóng người cao lớn, nhìn hình dáng bóng người tuyệt đối không thể là Lưu lão đầu. Theo cửa phòng mở ra, cái kia cao lớn bóng đen từng bước một hướng trong phòng đi tới, một cổ âm lãnh khí tức xông vào trong phòng. Trải qua vài sự kiện linh dị dương gian cảm giác được cổ khí tức này, hắn biết đây nhất định là quỷ. Nó cũng không có đi về phía đầu giường của dương gian mà là vòng vo nửa vòng quanh cuối giường, đi về phía tủ quần áo của dương gian. Khanh 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 Tiếng gõ kim loại truyền đến, dương gian bắt đầu liều mạng giãy dụ ý đồ để cho thân thể khôi phục khống chế. Lúc này trói buộc trên người Lâm Anh bỗng nhiên biến mất không thấy, hai mắt chợt mở ra, giấy lên quỷ hỏa đen kịt, xoay người từ trên giường bò dậy vận dụng quỷ vực sẽ bao phủ bóng người cao lớn kia. Cùng lúc đó bóng người kia dừng động tác, tốc độ đi ra ngoài phòng giống như chậm thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Lâm Anh đứng dậy bóng người đã đi ra cửa phòng đi xuống lầu. Dương Giang cũng khôi phục hành động, bật đèn phòng lên, mọi thứ xung quanh đều thấy rõ ràng hắn lập tức nhìn về phía tủ quần áo. Giờ phút này cửa tủ quần áo mở ra, một cái rương vàng đang nằm trên mặt đất, hộp chính giữa một cái hố lõm, cơ hồ sẽ bị mở ra, mặt trên bao trùm lấy tờ giấy da người kia. Dương Giang không khỏi muốn thu dọn đồ đạc cùng Lâm Anh, hai người đuổi theo. Cửa chính lầu một đóng chặt. Ngoài cửa lại xuất hiện tiếng bước chân đi xa. Rất hiển nhiên, con quỷ kia đã rời khỏi nhà Lưu Căng Vinh đi nơi khác. Đuổi theo. Mở cửa lớn, hai người đuổi theo âm thanh. Ở phía trước. Dương Giang cố gắng thấy rõ bộ dáng của quỷ, quỷ chuyển vào một góc, vừa vặn che khuất tầm mắt. Tiếp tục đuổi theo, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngay sau đó Lâm Anh kéo Dương Giang lại nói. Người chú ý nghe. Tiếng bước chân phía trước vẫn đang tiếp cận. Hai người chậm rãi lui về phía sau, tiếng bước chân cũng đi tới chỗ rẽ. Trương Hàng. Trước mắt không phải quỷ, là Trương Hàng của câu lạc bộ tiểu cường ban ngày. Dương Giang. Sao các ngươi lại ở đây? Trương Hàng hỏi, rất rõ ràng hắn nhìn thấy hai người Dương Giang lâm anh rất giật mình. Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi, chúng ta truy tung quỷ cước bộ tới đây, kết quả đi ra chính là ngươi, ngươi thật sự là Trương Hàng sao? Trong tay Dương Giang đã cầm lên súng lục hoàng kim, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Đạp đạp đạp. Lúc này trong một ngõ nhỏ khác bỗng nhiên truyền ra tiếng bước chân. Dương Giang đang chuẩn bị giơ súng bắn thì bị Lâm Anh giữ chặt. Đợi đã, tiếng bước chân không đúng. Lâm Anh nhắc nhở. Tiếp theo đầu hẻm kia đi ra một người. Âu Dương Thiên. Sao anh cũng ở đây? Trương Hàn nhận ra người tới hỏi. Người nọ cũng thấy rõ ba người phía trước. Trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn nói. Ta đuổi theo tiếng bước chân tới đây chúng tôi cũng đuổi theo tiếng bước chân tới đây trương hàn nói lâm anh đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi tới mấy người vì sao chỉ có mấy người chúng ta phát hiện những người khác trương hàn trả lời chúng ta tổng cộng có sáu người năm ngự quỷ giả thanh âm này có phải muốn dẫn chúng ta đi nhanh đi tìm bọn họ không lâm anh đề nghị mọi người vừa nghe lập tức cảnh giác đi thôi lăn qua lăn lại như vậy chúng ta cũng không xảy ra chuyện vậy khẳng định là địa phương khác đã xảy ra chuyện lâm anh giải thích mấy người miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này một lát sau một tòa bị tạm thời thuê nhà dân mọi người vây quanh đứng ở lầu hai phòng khách nhìn thi thể ở giữa chuẩn xác mà nói là dùng lá vàng bao lấy thi thể một bên phòng ngủ truyền ra tiếng khóc của người phụ nữ sắp sụp đổ không để ý tới tiếng khóc của nữ nhân vừa tới Hoàng Cương Thôn ngày đầu tiên đã chết một người ngự quỷ. Cốc trước khi chết đều nhảy nhót nhảy nhót, một gã ngự quỷ giả nhảy nhót cũng không nhảy nhót đã chết, điều này làm cho mọi người không khỏi đều nhắc tới 12 phần cảnh giác. Hạ Thắng chết như thế nào có ảnh chụp không? Diệp Tuấn hỏi. Không rõ ràng lắm, ta lúc trở về cũng đã chết, vì bảo hiểm ta dùng lá vàng đem thi thể ông lên. Trương Nhất phàm trả lời đồng thời lấy điện thoại di động ra mở điện thoại ra cho mọi người xem. Ngực người trong ảnh bị xé nát, miệng nứt ra, tướng chết thê thảm. Không có hồi phục dấu hiệu, hắn trong cơ thể quỷ bị lấy đi, hơn nữa chỉ có ngự quỷ giả tử vong, thứ này tám phần là hướng về chúng ta tới đấy. Lâm Anh nói. Chuẩn xác mà nói là đối với quỷ trong cơ thể chúng ta. Dương Giang bổ sung. Mọi người trầm mặt một hồi. Xem tình huống hiện tại, đề nghị của tôi là rút khỏi Hoàng Cương Thôn. Trương Nhất Phàm mở miệng, nói xong nhìn mấy người trước mặt. Đám người phía sau Lâm Anh từ vừa rồi đã không cảm giác được nhìn chăm chú. Không sợ mình chạy quy a à quy sao? Lâm Anh nghĩ thầm. Đúng lúc này mọi người biểu quyết thế nào? Lâm Anh ý kiến của ngươi đâu? Dương Giang nhìn về phía Lâm Anh hỏi. Ta cũng đề nghị lưu lại, hơn nữa còn đề nghị các ngươi đừng lạc đàn. Lâm Anh trả lời: "Ta cảm giác nơi này không đơn giản như vậy, nếu thật sự có chuyện tốt này còn cần đến chúng ta đến, huống chi nơi này hồ sơ rõ ràng có vấn đề." Nói xong Lâm Anh kéo Dương Giang đi ra ngoài, Dương Giang tuy nghi hoặc nhưng cũng không phản kháng tùy ý Lâm Anh kéo đi. "Chúng ta sợ là đi không xong." "Đi trên con đường nhỏ trong thôn," Lâm Anh nói. "Hả?" Dương Giang đáp một tiếng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Anh. Mắt quỷ của ta có một hạng năng lực đặc thù tương tự như nhìn thấu hư thực, ta có thể xuyên thấu qua quỷ hỏa nhìn thấy thế giới chân thật, ta nhìn thấy nơi này bị một mảnh màu đen bao phủ có thể là một mảnh quỷ vực. Lâm Anh vẻ mặt nghiêm túc nói với Dương Giang. Cái gì? Dương Giang nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng mở quỷ vực ý đồ kéo dài hướng bên ngoài, vô dụng. Đừng thử hơn nữa tôi cảm giác như có người đang giúp chúng ta tụ tập cùng một chỗ, sợ rằng cơ hội giết người của quỷ này là lạc đàn. Lâm Anh nói tiếp. Đúng lúc này mọi người trong câu lạc bộ tiểu cường đều đuổi theo. Ngươi nói bảo chúng ta đừng lạc đàn, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tìm thư uyển www, www sinh com Lâm Anh vừa thấy còn có thể cứu, liền đem một đoạn phân tích vừa rồi đều nói cho mọi người tóm lại đề nghị của ta là trực tiếp đến nơi quỷ dị nhất trong thôn kiểm tra lâm anh đề nghị được một đám người đồng loạt hướng cửa thôn linh đường mà đi trong linh đường mọi người tìm kiếm xong xung quanh quan tài sơn son cẩn thận đánh giá cái này quan tài mở không ra a à, âu dương thiên nói bỗng nhiên bên ngoài linh đường tối đen bên trong linh đường cũng bị bóng tối bao phủ trong khoảnh khắc bóng tối bao phủ linh đường Lâm Anh mở quỷ vực bao phủ Dương Giang. Lâm Anh cùng Dương Giang nhìn quỷ vực bị áp chế đạo chỉ còn 2 mét, những người khác đều không thấy bóng dáng. Xem ra chúng ta đã phá vỡ cân bằng rồi. Lâm Anh nói. Dương Giang, trong hộp vàng của ngươi là quỷ phải không? Lâm Anh quay đầu lại hỏi Dương Giang. Dương Giang cũng không giấu giếm nói ra quỷ trong hộp, bao gồm cả năng lực. Ngươi thả nó ra đi. Lâm Anh nói. Dương Giang nhìn thoáng qua Lâm Anh quay đầu lấy ra một tờ giấy da, nhìn qua. Được. Lấy ra rương vàng đặt trên mặt đất, Dương Giang lấy súng lục ra nhắm ngay cái hố kia bắn một phát, rương bị đánh vỡ. Ánh hồng máu tươi chảy ra, theo sát phía sau một cái bóng đen từ trong đó bay ra, đi ra ngoài. Bây giờ phải xem quỷ ảnh này có thể đạt được cân bằng hay không? Lâm Anh nói. Hẳn là không có vấn đề, ngươi vẫn ổn chứ? Có thể chống đỡ được không? Dương Giang nhìn Lâm Anh hỏi. May mà trạng thái của ta tốt hơn các ngươi rất nhiều, có thể chống đỡ rất lâu. Lâm Anh trả lời. Nói xong Lâm Anh liền nhắm mắt lại, trong tay nắm chặt một cây nến màu đỏ, quỷ họa ở vị trí hai mắt vẫn chậm rãi thiêu đốt. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Chương 8 Cân bằng, khống chế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon Puss, ngày hôm sau, Lâm Anh liên tục mở quỷ vực cả đêm khiến Dương Giang trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thật sự là ngự quỷ giả. Lệ quỷ trên người ngươi sẽ không sống lại sao? Dương Giang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta có thể xem như một loại dị loại. Lâm Anh nhắm mắt lại nói. Dương Giang nghe nói nắm cầm trầm tư. Tôi đề nghị anh gọi điện thoại tìm triệu kiến quốc, tìm hồ sơ ai sửa, giấu giếm nhiều như vậy sợ là không muốn chúng tôi sống sót. Dương Giang gật đầu, lấy di động ra bắt đầu đối tuyến. Ngày thứ ba, bầu trời bắt đầu dần dần sáng tỏ. Cân bằng đạt thành. Lâm Anh mở to mắt, ngọn lửa chợt lan tràn toàn thân. Dương Giang vội vàng lui về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Anh. Không cần khẩn trương, ta đây là thời gian dài sử dụng lệ quỷ lực lượng tác dụng phụ, Ta loại này dị loại cơ bản không cần lo lắng hồi phục." Lâm Anh giải thích. "Mượn tờ giấy da của ngươi dùng một chút." Lâm Anh nhìn về phía Dương Giang nói. "Ngươi biết tác dụng của nó?" Dương Giang hỏi. "Ta đã thấy ngươi dùng hai lần, ta lười cũng không phải ngốc." Lâm Anh cười nói. Dương Giang lấy tờ giấy da đưa cho Lâm Anh nói. "Cẩn thận nó không đáng tin." "Tốt." Nhận lấy giấy da người ký được thành công, đạt được trái tim quỷ. Trong đầu lập tức hiện lên năng lực của trái tim ma. Truyền đi âm thanh đập, người nghe được tần số tim đập trùng khớp với tim ma sẽ bị giết chết. Tạm thời bỏ qua chuyện trái tim ma. Lâm Anh nhìn văn tự phía trên vẻ mặt nghi hoặc. Trên giấy da người viết ba đoạn chữ lớn lặp đi lặp lại, cùng một đoạn văn ngắn ở góc. Nó theo dõi ngươi. Hắn theo dõi ngươi. Nó theo dõi ngươi nó quá kinh khủng ai theo dõi ta lâm anh hỏi giấy da giấy da người không hề có phản ứng mặt trên vẫn là ba hàng chữ to cùng một hàng chữ nhỏ lâm anh uy hiếp nói ngươi không nói vậy thì ở lại bên cạnh ta đi trên giấy da một lần nữa hiện lên một chữ to quỷ lâm anh bối rối không để ý tới lời nói khó hiểu của cấp trên trực tiếp nói với giấy da Ngươi giúp Dương Giang khống chế quỷ ảnh kia, quỷ trên người nó thuộc về ngươi. Chữ viết trên giấy da người phát sinh biến hóa. Để thoát khỏi nơi này ta lựa chọn giao dịch với tờ giấy da này, Dương Giang sẽ khống chế con quỷ thứ hai nắm giữ cân bằng nơi này, mà ta sẽ chạy ra khỏi nơi này. Giao dịch đạt thành, Lâm Anh trả lại giấy da cho Dương Giang. Ngươi xem tin tức trên đó ta dẫn ngươi đi tìm quỷ ảnh kia. Lâm Anh nói với Dương Giang, Dương Giang vẽ mặt lão nhân tàu điện ngầm điện thoại di động nhìn trong tay người giấy da, lúc nào cùng người giấy da gia giao dịch đơn giản như vậy. Lúc mang theo Dương Giang ở trong thôn tìm kiếm bóng dáng quỷ ảnh, hai người lục tục phát hiện thi thể của mọi người trong câu lạc bộ tiểu cường. Xem ra chỉ còn lại hai chúng ta còn sống. Dương Giang nói. Không, hẳn là còn có người thứ ba, người lúc trước cố ý đem chúng ta tụ tập lại. Lâm Anh bổ sung. Đúng lúc này một lão phụ nhân toàn thân chảy xuôi thi thủy đỉnh đầu dịp tuấn xuất hiện ở góc đường phía trước hai người, quỷ ảnh không đầu xuất hiện. Lão phụ nhân kia tự hồ phát hiện hai người trong quỷ vực từng bước từng bước đi về phía hai người, thi thủy đi tới bên ngoài quỷ vực của Lâm Anh tự như dập lửa trực tiếp áp chế quỷ vực tới gần. Dương Giang nhìn hai mắt đồng tử co trục lại, vội vàng đem giấy da đặt ở trên con đường phải đi qua khi quỷ ảnh ký túc xá. Lâm Anh cũng trực tiếp lôi kéo Dương Giang lui về phía sau giấy da, định đánh cược một phen. Một bước hai bước ba bước. Phu phu. Lão phụ nhân dẫm trúng giấy da người chân tựa hồ bị dính chặt, trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể bị lôi kéo hướng giấy da người trượt vào. Giấy da người đang thôn phệ một con quỷ chỉ có thể bước lui quỷ vực, hơn nữa quỷ ảnh khống chế không biết bao nhiêu quỷ ảnh một chút năng lực phản kháng cũng không có. Lâm Anh và Dương Giang nhìn mà sợ. Sau khi cắn nuốt quỷ ảnh, tờ giấy da người màu nâu sẫm kia liền lẳng lặng trải trên mặt đất, không hề có động tĩnh, cũng không có một chút phản ứng dị thường. Người này không có ý định thực hiện giao dịch. Dương Giang nhìn Lâm Anh hỏi. Không vội chờ một chút, nó không thực hiện giao dịch thì để hắn ở bên cạnh ta. Lâm Anh nhìn về phía Dương Giang, lớn tiếng nói. Một phút, hai phút. Dưới giấy da kéo dài ra một cái bóng đen, nối liền với cái bóng của Dương Giang bóng dáng dương gian trong nháy mắt nối liền chậm rãi đứng lên điên cuồng vặn vẹo, tự hồ muốn thoát ly dương gian. Nhưng giấy da người vẫn đang hạn chế bóng ma. Dương gian dựa theo phương pháp nhìn thấy trên giấy da lúc trước đem quỷ nhãn dời đi năm con đến trên người quỷ ảnh, thành công khống chế quỷ ảnh. Đi thôi, đi linh đường, nhìn vị bằng hữu muốn giúp đỡ chúng ta kia. Lâm Anh nhặt giấy da ném cho Dương Giang nói. Mang theo Dương Giang một đường đi tới linh đường khụ khụ khụ. Trong cổ quan tài sơn son ở giữa linh đường truyền ra tiếng ho khan suy yếu vô lực. Xem ra bằng hữu của chúng ta đang nằm trong quan tài. Lâm Anh quay đầu nói với Dương Giang. Dương Giang cẩn thận nhìn chầm chầm cổ quan tài phía trước, trên trán mở ra một con quỷ nhãn màu đỏ tươi. Các ngươi còn sống a? À? Trong quan tài truyền ra thanh âm giật mình. Ra ngoài đi, trốn mãi không có ý nghĩa. Lâm Anh đi lên chuẩn bị mở quan tài. Không đợi Lâm Anh chạm vào quan tài, quan tài đã tự mình mở ra. Ngươi rất nhạy bén, cân bằng còn chưa bị phá vỡ thời điểm ngươi đã phát hiện ta đi, trong quan tài ngồi dậy một cái sắc mặt cho tàn, phản phất đã chết đi nhiều ngày năm nhân. Phùng Toàn Dương Giang thử gọi một tiếng. Ngự quỷ giả phùng tất cả là hoàng cương thôn linh dị hồ sơ người thành lập, đồng thời hắn còn là đại xương thành phố đệ nhất nhiệm quốc tế ngự quỷ giả. Phùng Toàn đã mất tích mấy tháng, nếu như là bình thường ngự quỷ giả mấy tháng đã sớm chết, chớ nói chi là tại sự kiện linh dị mất tích. Dương Giang nhìn trong quan tài ngồi dậy hư hư thực thực Phùng Toàn người, trong lòng chung báo động đại tác. Hắn là người, yên tâm đi, tên này giả tâm lớn lắm. Lâm Anh ra hiệu cho Dương Giang thả lỏng. Phùng Toàn nhìn trước mắt hai người nghĩ thầm, bọn họ tự hồ cũng không biết tình huống nơi này liền xông vào, không phải tổng bộ người sao các ngươi không phải người phụ trách tổng bộ. Phùng Toàn vẫn không nhìn được nghi hoặc trong lòng hỏi. Tạm thời còn chưa phải người phụ trách, xem như vừa nhận lời mời đi. Lâm Anh lui về phía sau Dương Giang. Bên ngoài khẳng định còn có một con quỷ, một hồi nó tới chúng ta trực tiếp áp chế Phùng Toàn đem hắn lôi ra, xong việc nói cho ngươi biết tại sao. Lâm Anh dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói với Dương Giang. Sắc mặt Dương Giang không hề thay đổi. Phùng Toàn nhìn hai người nói thầm trong lòng nhắc tới cảnh giác. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc com sắc trời bên ngoài lại tối đen. Đạp. 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 Một cái cứng ngắt tiếng bước chân truyền đến, ngoài cửa mơ hồ hồ có thể nhìn thấy một bóng người hướng bên này đi tới. Quỷ tới, ngăn hắn lại không thể để cho hắn tiếng cổ quan tài này, bằng không hắn sẽ trở nên phi thường khủng bố. Phùng Toàn hô. Quỷ vào cửa lộ ra khuôn mặt giống hệt trên di ảnh bên cạnh quan tài lúc trước. Lâm Anh xoay người lại nhìn quỷ, nháy mắt với Dương Giang. Dương Giang yên lặng gật đầu. Thư dịp phùng toàn tạm thời chú ý trên người quỷ, Lâm Anh quỷ vực lan tràn ra bao phủ trong phòng, Dương Giang mượn quỷ hỏa màu đen che giấu lặng lẽ đem quỷ ảnh kéo dài về phía phùng toàn. Bỗng nhiên đầu phùng toàn bị tháo xuống, Lâm Anh trực tiếp xuất hiện bên cạnh quan tài vớt thân thể phùng toàn ra. Dương Giang Ngươi. Phùng toàn đầu vẫn như cũ không chết chính trừng hai người. Hắn biết hai người này không có hảo tâm, nhưng không nghĩ tới quỷ đều dáng mặt bọn họ sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Chẳng lẽ bọn họ đã biết tác dụng của quan tài này? Phùng tất là trăm triệu lần không thể tưởng được Lâm Anh đã sớm biết tác dụng của quan tài này, mà Dương Giang chỉ đơn thuần tín nhiệm Lâm Anh, dù sao người khác có thể sống đến bây giờ còn khống chế quỷ ảnh Lâm Anh công lao không thể bỏ qua, đáng giá tín nhiệm. Hai người kéo phùng toàn thi thể đứng ở quan tài phía sau nhìn quỷ tới gần. Lúc này con quỷ kia đem ánh mắt xám trắng nhìn về phía cổ quan tài bị mở ra, không hề để ý tới ba người Lâm Anh. Hơi dừng một chút, con quỷ kia lập tức đi về phía quan tài. Ba người nhìn thấy quỷ dùng một loại tư thế quỷ dị nằm vào trong quan tài, cũng đóng nắp quan tài lại, kín kẻ. Trong mắt phùng toàn tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Bóng tối bên ngoài dần dần tiêu tán đồng thời hoàng cương thôn cũng dần dần tiêu tán không thấy. Chương 9 Linh dị chi địa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, hoàng cương thôn biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất trụi lũi một cổ quan tài sơn son, còn có mấy chiếc xe sang trọng do câu lạc bộ tiểu cường lưu lại. Đi thôi, còn có một vụ làm ăn lớn muốn bàn, đừng quên sắp xếp bằng hữu của chúng ta một chút. Lâm Anh nhìn Dương Giang trong tay trận mắt nhìn hắn nói. Dương Giang đem phùng toàn thân thể cùng đầu cùng nhau nhét vào một cái hoàng kim nhặt xác trong túi, ném lên một chiếc xe sang trọng. Một lúc lâu sau, hai chiếc xe sang trọng chạy ra khỏi thôn, lái ra ngoài. Trong đó một chiếc xe phía sau bị phá hư hoàn toàn thay đổi, phía trên đặt cổ quan tài kia. Còn về phần chìa khóa, tất nhiên là lấy từ thi thể của chủ nhân thân yêu của họ quốc lộ thông tới thôn đã bị phong tỏa, hai người Lâm Anh lái xe đi tới trước tuyến phong tỏa. Người của công ty đã chờ ở đó. Dừng xe lại. Lâm Anh xuống xe xoay người leo lên quan tài, ngồi ở trên quan tài. Dựa vào ngươi Dương Giang, ta là người mồm mép ngươi nhớ kỹ nhiều điểm. Cười nói với Dương Giang. Dương Giang vung tay trái, tay phải cầm lên một khẩu súng lục vàng. Lâm Anh cười ha hả nhìn Dương Giang đối tuyến, Lực công kích rất mạnh mẽ. Đột nhiên trái tim Lâm Anh đập mạnh hai cái, quỷ nhãn cũng có phản ứng. Dường như có thứ gì đó không dễ đối phó đang đến. Cửa xe bên cạnh mở ra, vài người đi xuống. Một thanh niên mặc áo blue trắng ở giữa nhìn qua bình thường không có gì lạ, xung quanh có mấy vệ sĩ. Trong đó có một người trung niên mặc đồng phục làm cho người ta có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Trái tim quỷ cảm giác được uy hiếp tiếng tim đập tựa hồ muốn lan tràn ra khỏi thân thể Lâm Anh, mắt quỷ của hắn tựa hồ cũng muốn giấy lên quỷ hỏa. Đó chính là Lý Quân và Vương Tiểu Minh trong nguyên tác. Từ trong nguyên tác cảm giác Lý Quân tự hồ không phải rất mạnh bộ dáng. Nhưng trong hiện thực đối mặt với cảm giác áp bách của Lý Quân vẫn rất đủ. Ngăn chặn lệ quỷ sao động trên người, nhìn mấy người đi về phía dương gian bắt đầu một vòng đối tuyến mới. Một tỷ hai, cuối cùng Dương Giang dùng hắn độc đáo giao dịch phương thức bán ra một tỷ hai, đương nhiên cũng có thể là vương giáo sư quá sản khoái. Bất quá cái này đều không trọng yếu, quan tài một tỷ, phùng thánh nhân hai trăm triệu, còn có một cây màu đỏ quỷ nến. Dương Giang ra dấu ok với Lâm Anh. Lâm Anh trực tiếp xoay người từ trên quan tài xuống đi lên một chiếc xe trống khác mang theo Dương Giang nghênh ngang rời đi. Trở lại thành phố Đa Trang. Đưa tài khoản của anh cho tôi, tôi sẽ chia cho anh dương giang nói đừng quên cho tôi thêm điểm lâm anh gửi tài khoản cho dương giang không hề đề cập đến chuyện quỹ chúc đặt dương giang trước cửa một trung tâm thương mại lâm anh lái xe sang trọng chạy như bay trên đường nhưng qua một lần nghiện xe sang trọng về đến nhà tắm rửa lên giường nhắm mắt vẫn là cảm giác quen thuộc buổi trưa ngày hôm sau lâm anh đang ở trong mộng chân đạp quỷ anh bảo chú y gõ cửa quỷ bị một trận chuông điện thoại đánh thức Ai vậy? Lâm Anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ hồ chất vấn. Xin chào, Lâm tiên sinh, xe ngài đặt đã đến có thể tới lấy xe rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nhu hòa của cô gái bán hàng. Được, lát nữa tôi sẽ đi. Lâm Anh có lý do rời giường rốt cục vẫn vượt qua phong ấn ván giường. Buổi chiều Lâm Anh đem xe AVI mới tới trung tâm thương mại mua vật tư, đừng hỏi vì sao vị thành niên có thể mua xe trực tiếp trụ sở ngự quỹ giả vạn năng coca co la nguyên một thùng mì thịt bò dưa chua hố cũng nguyên một thùng đồ dùng vệ sinh cá nhân các loại đồ ăn vặt mua mấy thứ này Lâm Anh phải đẩy ba xe mới tính là lên xe vật tư cũng có chỗ ở trực tiếp ngủ trên xe đã đến lúc trời khỏi thành phố trở lại phòng trọ thu dọn hành lý một chút ném lên xe AVI mang theo chút quà tặng đi trả tiền thuê nhà với chủ nhà đại ca chủ nhà họ vu lâm anh bình thường đều gọi hắn là vu ca mấy năm nay vu ca vẫn rất chiếu cố hắn biết hắn là cô nhi không riêng gì giá phòng rẻ hơn những thứ khác mỗi dịp tết còn đến thăm hỏi lâm anh mới từ trong nhà vu ca đi ra quay đầu lại đưa cho hắn một cây nến màu đỏ nói anh vu em phải đi đây em cũng đề nghị anh mấy tháng tới thành phố đại kinh ở vài ngày cây nến này cho em nếu gặp phải chuyện gì không đúng có thể đốt nó sau đó gọi điện thoại cho anh. Chủ nhà vu ca quá dị nhìn Lâm Anh, thậm chí muốn báo cảnh sát. Nhìn thành phố Đại Sương Bình tĩnh an tường, ai có thể nghĩ đến mấy ngày nữa nơi này chính là một mảnh địa ngục khủng bố. Đến lúc đi rồi. Lái xe chạy trên đường đến thành phố Đại Kinh, bên trong xe mở nhạc của cố nhân. Ngay khi Lâm Anh vừa vui vẻ vừa lái xe, phía trước có một chiếc xe buýt chạy về phía làng xe. Trong nháy mắt xe buýt chạy qua, thế giới chung quanh phản phất thay đổi bầu trời trở nên tối đen hai bên quốc lộ hoang vu một mảnh trên đường không có xe mắt quỷ và trái tim lâm anh lập tức nổi lên phản ứng ta đây là tiến vào linh dị chi địa vừa rồi đi qua chính là quỷ xe buýt quỷ xe buýt không phải muốn lên xe mới có thể bị mang vào linh dị chi địa sao lâm anh trong lòng nghĩ sắc mặt khó coi vô cùng vội vàng dùng quỷ vượt bao trùm cả chiếc xe avi trái tim trong lòng ngực điên cuồng nhảy lên, trong xe quanh quẩn tiếng tim đập mãnh liệt. Bang 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 vốn nghĩ thoát đi sắp phát sinh chết đói quỷ sự kiện, ai có thể nghĩ đến mới từ đại xương thành phố đi ra không bao lâu, liền tiến vào đến một cái càng thêm nguy hiểm địa phương. Lâm Anh bây giờ là có khổ nói không nên lời, thật giống như đứng ở bờ biển, nhìn biển rộng ăn sandwich. Bỗng nhiên một con hải âu bay qua đưa cho bạn một đống nước sốt gia vị. Khiến cho người ta rất là buồn bực. Lâm Anh chịu đựng phiền muộn trong lòng chạy vào sâu trong quốc lộ tối tăm. Bốn phía im ắng không có âm thanh, không có nguồn sáng, toàn bộ dựa vào đèn lớn trên xe chiếu sáng. Để tiết kiệm xăng, Lâm Anh dùng quỹ vực mang theo xe đi tới chỉ dùng dầu để cung cấp bình ắc quy cho xe, dùng để mở đèn lớn nhìn rõ con đường phía trước. Không biết chạy bao lâu, bên đường phía trước xuất hiện một tòa thành trì rách nát. Trên bầu trời thành trì không biết tung bay cái gì, trắng xóa tựa hồ là tiền giấy lâm anh ngồi trong xe rung chung báo động lúc này chậm lại khoảng cách càng ngày càng gần đã có thể nhìn thấy trên tường thành điểm điểm loang lỗ dấu vết đi ngang qua cửa thành lâm anh nhìn không được lòng hiếu kỳ ngừng lại nhìn vào bên trong chỉ thấy trong thành tường đổ nát tràn đầy phòng ốc rách nát trên mặt đất tựa hồ có một cổ thi thể ngổn ngang nằm phía trên bao phủ một tầng thật dày từ không trung không biết nơi nào bay tới màu trắng giấy tiền tìm thư uyển chấm giao su com cửa thành đại đạo hướng vào bên trong đường phố cuối tựa hồ còn đứng mấy cái thân mặt màu trắng hiếu phục bóng người vây quanh một cái chậu thang ngay tại thời điểm lâm anh dự định nhìn kỹ sau cửa thành bỗng nhiên chui ra hai người giấy ánh mắt không có điểm mắt gắt gao nhìn chầm chầm phương hướng lâm anh quỷ hỏa trong mắt càng lúc càng tươi tốt trái tim quỷ cũng nhảy càng lúc càng nhanh quỷ vực bao trùm trên xe avi tự phát lan tràn ra Lâm Anh cảm giác lệ quỷ trong cơ thể không thể khống chế, chúng nó tự hồ đang chống cự cái gì, ngay cả thân thể cũng không thể khống chế. Hai người giấy cứng nhắc từ sau cửa thành đi ra, đi về phía Lâm Anh. Lâm Anh liều mạng dãy dụ muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hai người giấy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đi tới quỷ vực trước không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào quỷ vực, liền phản phất Lâm Anh quỷ vực là giấy dáng đồng dạng tráng chảy ra mồ hôi to bằng hạt đậu tương, tay phải tự hồ đã khôi phục khống chế, Lâm Anh Giang nan dùng tay phải từ trong túi lấy ra một tờ năm nguyên quỷ tiền qua loa. Hai người giấy rốt cục đi tới gần, song song giơ tay lên. Đăng ký thành công, nhận được nến ma một ký đến thành công, đạt được quỷ hương một tâm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, hai con quỷ đã đến phạm vi phán định lúc này lâm anh thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục khống chế trong cơ thể quỷ như trước bản năng khống chế thân thể của hắn chống cự cái gì lâm anh dùng tay phải đã khôi phục khống chế đem năm đồng tiền lấy ra trực tiếp nhét vào trong tay một người giấy hắn dự định đánh cược một tay đánh cược hai người giấy này chỉ có thể cùng nhau hành động người nhận tiền giấy dừng lại một chút xoay người đi về phía cửa thành một người giấy khác chậm nửa nhịp cũng ngừng lại cùng một người giấy khác cứng nhắc đi trở về cược thắng. Chương 10 Huyết sắc màn mưa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, nhìn hai người giấy trở về Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm, hai con quỷ trong thân thể cũng bình ổn sao động, khôi phục bình tĩnh. Thân thể một lần nữa khôi phục khống chế, Lâm Anh vội vàng dùng quỷ vực lôi kéo xe rời khỏi nơi này, nơi này quá nguy hiểm. Tùy tiện đi ra hai người giấy đều làm cho hắn chật vật như vậy, ai biết bên trong còn có cái gì khủng bố đồ vật. Tiếp tục đi về phía trước quốc lộ, hai bên quốc lộ lại khôi phục hoang vu vừa mới bắt đầu. Lâm Anh không dám dừng lại, không dám đánh cược ở chỗ đậu xe này sẽ xảy ra chuyện gì có thể bị thứ gì khủng bố theo dõi hay không. Tiếp tục chạy về phía trước, bất tri bất giác trên bầu trời nổi lên mưa nhỏ tí tách. Càng chạy về phía trước, trời mưa càng lớn. Nhìn bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, ngửi mùi hôi thối tràn ngập trong mưa. Lâm Anh trong tay cầm quỷ chút cảnh giác trong mưa có thể sẽ xuất hiện lệ quỷ. Thứ trong trận mưa to này e rằng không thua kém hai người giấy vừa rồi. Nước mưa trực tiếp xuyên thấu hắn bao trùm ở trên xe quỷ vực hoàn toàn chống cự không được, khủng bố trình độ hoàn toàn bị nghiền ép. Mưa trên không trung càng lúc càng lớn, Lâm Anh không thể không dừng xe. Một tia chớp màu máu xẹt qua bầu trời đen kịt, nước mưa trên không trung bắt đầu trở nên đỏ sậm sền sệt một cổ rỉ xét vị cùng mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ thế giới, vừa rồi mưa to xối xả biến thành đỏ sậm mưa máu. Trần xe tựa hồ bị máu loãng ăn mòn, đã có chút màu đỏ chảy ra nóc xe, hình thành huyết châu. Bên ngoài càng ngày càng quỷ dị mưa máu kiềm chế đại bộ phận lâm anh lực chú ý, hoàn toàn không chú ý nóc xe chảy ra huyết châu. Rút cục giọt máu lung lay sắp đổ rơi xuống mu bàn tay phải lâm anh. Lâm anh chỉ cảm thấy mu bàn tay lạnh lẽo, cảnh tượng trước mắt chợt chuyển đổi tựa hồ tiến vào thân thể một người khác góc nhìn chuyển động nhìn ra bên ngoài nơi này tựa hồ không có bất kỳ thế giới hiện thực pháp tắc mặt đất trạng nước đem mặt đất chia thành từng khối không tiếp giáp hòn đảo bầu trời giống như là một thế giới đảo ngược thế giới kia có vẻ sống động vô cùng lâm anh nhìn kỹ thế giới trên bầu trời con ngươi chợt co rụt lại chỉ thấy trên bầu trời nhà cao tầng san sát đây là thế giới thực trên mặt đất vô số bóng người quỷ dị Dùng một loại lật tung nắp quan tại Newton phương thức hướng bầu trời phóng đi. Dường như bị thứ gì đó chặn lại. Đột nhiên góc nhìn dời xuống, Lâm Anh cũng bị ép dời tầm mắt, nhìn về phía chủ nhân của góc nhìn. Nơi này là một mảnh thành trì phế tích, từ còn không có hoàn toàn hoang vu phòng ốc đến xem, đây là phương đông cổ đại kiến trúc phong cách. Từng bóng người hoặc mặc trang phục dân quốc, hoặc mặc trang phục cổ truyền phương đông cổ đại dạo chơi trong thành trì hoang phế này sắc mặt bọn họ xám trắng động tác cứng nhắc nhưng lại có thể trao đổi với nhau đúng vậy bọn họ đang trao đổi bất quá bộ dáng trao đổi cực kỳ giống npc trong trò chơi máy tính cứng nhắc chết lặng lập trình hóa rốt cục chủ nhân của góc nhìn nhắm hai mắt lại lâm anh khôi phục khống chế thân thể trực tiếp mở hai mắt ra chính mình còn ở trong xe ngồi bên ngoài không có mưa máu vừa rồi hết thảy giống như chưa từng xảy ra kỳ quái vừa rồi đó là lâm anh trong lòng nghi hoặc nhìn về phía mu bàn tay của mình phát hiện trên mu bàn tay xuất hiện một bức đồ án đồ án một con đường nhỏ ở cuối đường hình như là có bóng người đang đi dạo nhìn thấy đồ án trong nháy mắt quỷ nhãn hỏa diễm lan tràn mà bao phủ nơi đó tựa hồ dung nhập vào trong đồ án trong đồ án mu bàn tay phải xuất hiện ngọn lửa hừng hực dùng ngọn lửa ngăn cách con đường nhỏ tất cả những gì xảy ra khiến lâm anh kinh hãi không thôi hắn tự hồ đoán được vừa rồi nhìn thấy gì đó cùng tác dụng của đồ án mu bàn tay tự hồ một đầu khác của đồ án là một nơi linh dị mà quỷ có thể xuyên qua đồ án trên mu bàn tay hắn đi tới thế giới hiện thực nghĩ tới đây lâm anh vội vàng thử xóa đi đồ án trên mu bàn tay cuối cùng thử xóa đi đồ án không có kết quả lâm anh đành phải tạm thời buông xuống tiếp tục chạy trên quốc lộ yên tĩnh này đi một đoạn hành trình phía trước xuất hiện một con đường nhỏ Cuối con đường nhỏ là một tòa nhà cổ kính. Trước cửa nhà treo hai đèn lồng đỏ, trước cửa có một vị lão nhân còn sống đang nhìn bên này. Trương động. Cảnh tượng phía trước làm cho Lâm Anh nhớ tới người ngữ quỷ mạnh nhất thời dân quốc, Trương động. Cái tồn tại có thể xóa bỏ lệ quỷ kia. Nhớ không lầm, tòa nhà Trương động ở có đường ra ngoài. Nghĩ vậy Lâm Anh vội vàng chạy về phía nhà cổ, ở lại nơi linh dị thêm một giây cũng vô cùng nguy hiểm chạy đến giao lộ nhỏ phía dưới nhà cổ thu dọn hành lý một chút lâm anh lưng đeo một cái ba lô lớn quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe mới vừa tới tay không bao lâu đường quá nhỏ không đi vào được bên cạnh đường nhỏ chính là quỷ vực cũng rất nguy hiểm thống khổ xoay mặt lại hạ quyết tâm đi về phía con đường nhỏ trước cửa cẩn thận từng ly từng tí nhìn lão nhân phía trước hỏi xin hỏi ngài tên là trương động sao thay vì trả lời câu hỏi của mình ông già quay sang hỏi làm thế nào mà anh thoát ra khỏi đó lâm anh thấy lão nhân có thể câu thông nhất thời mừng rỡ vội vàng hỏi lão gia tử ngài biết chỗ nào tôi đã xem trận mưa máu đó nhiều năm rồi ông lão trả lời xong hỏi tiếp làm sao anh thoát khỏi cơn mưa đó lâm anh nói cho lão nhân biết đoạn đường này hắn đã trải qua từ đường gặp quỷ xe buýt đến tòa thành ma hoang phế kia bị quỷ theo dõi sau khi chạy thoát gặp phải trận mưa to kia tiến vào một góc nhìn hết sức quỷ dị nhìn thấy một thế giới hư hư thực thực tràn ngập quỷ dị lão nhân vẻ mặt không yên lòng nghe thẳng đến khi nói đến thế giới kia lão nhân mắt sáng như đuốc nhìn lâm anh hai tay bắt lấy bả vai lâm anh kích động hỏi nhìn thấy một thế giới trong mưa không đợi lâm anh trả lời lão nhân nắm tay nàng đi vào trong cửa ngoan nào chúng ta vào nhà nói lão nhân có vẻ kích động cùng vui vẻ, đem người mạnh mẽ kéo vào đại sảnh, đặt ở trên ghế. Hảo hài tử, tìm thư uyển nói tỉ mỉ xem thế giới kia như thế nào. Lâm Anh vẻ mặt không biết đã xảy ra chuyện gì, phục hồi tinh thần vội vàng trả lời. Thế giới kia một mảnh hoang vu, trên bầu trời ta nhìn thấy, tương tự thế giới hiện thực cao ốc sang sát tình cảnh, ngã úp ở trên trời. Và vô số bóng người bay lên trời, và các thành trì hoang vắng trên mặt đất và các thi thể cứng nhắc bên trong và họ hành động như thể họ chưa chết. Nói xong những gì hắn nhìn thấy ở thế giới kia, Lâm Anh còn nhìn đồ án con đường nhỏ trên mu bàn tay một chút. Đồng thời còn nói sau khi đồ án xuất hiện, phản ứng xuất hiện trên người mình cùng với suy đoán. Đồng thời tiến hành khẩn cầu người già giúp xóa bỏ đồ án mu bàn tay. Lão nhân nghe xong trầm mặt một trận, cau mày. Nhìn bộ dáng trầm mặt không nói của lão nhân Lâm Anh chỉ có thể ngồi ở trên ghế yên lặng xoa xoa tay. Nửa ngay. Lão nhân nhíu chặt mày, nhìn về phía Lâm Anh hỏi. Tiểu tử, ngươi tên gì? Lâm Anh. Từ giếng trời nơi đó có thể đi ra ngoài, ngươi sau khi đi ra ngoài đi thành phố Đại Kinh Ngự Quỷ Giả Tổng Bộ, tìm một cái họ tầng lão nhân, đem ngươi nhìn thấy đồ vật nói cho hắn, ngươi trên tay ấn ký đừng quên cho hắn xem hắn sẽ giúp ngươi nói xong lão nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cây hương đưa cho lâm anh cái này ngươi cầm nó có thể cho ngươi dưới tình huống lệ quỷ sống lại bảo trì bất tử nhận lấy cây hương kia lâm anh nhìn về phía lão nhân nói một tiếng cám ơn đi tới bên cạnh giếng trời lão nhân dùng quỷ vực đưa lâm anh ra ngoài lâm anh sắp biến mất đột nhiên nghe được lão nhân nói một câu tôi là trương động thấy họ tần thì trực tiếp báo tên tôi tiếng nói vừa dứt lâm anh liền đi tới nóc một tòa cao ốc cuối cùng cũng trở về thế giới thực